Chương 61, Bích Nhãn Kim Viên. Ngươi xác định đây không phải nốt ruồi. Giới giáp cách xa 3 mét, một tay che mũi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trần Mộc. Ta rửa chân. Lão tiểu tử này nhất định là đố kỵ ta. Hắn xuất ra mấy cây châm sắt, đối lòng bàn chân đốm đen quấn lên đi. Đinh đinh đinh. Thấy không? Trần Mộc ngẩng đầu dương dương đắc ý, đao thương bất nhập. Phách lực. Giới giáp liếc mắt Trần Mộc trong tay kim may. Đao thương bất nhập a. Trần Mộc. Nam thị phiền lâu, Nam Dương phủ cấp cao nhất quán rượu. Chỉ chiếm thì có 3 mẫu, 7-8 cái 5 tầng mộc thạch lầu cao đứng sững. Trung gian lấy cầu vượt hành lang kết nối. Có ăn cơm, có dừng chân, có nghe hát, có cá độ, sóng phóng túng một dây chuyền. Phiền lâu phân lâu, tứ phương lâu. Lầu 3 nhã gian bên cửa sổ, Trần Mộc, Giới Giáp hai người ngồi ở tứ phương bàn trước uống trà tán gẫu. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy Nam thị người bên trong lưu lui tới. Con buôn gạo to tiếng rao hàng, khách nhân tiếng trả giá liên tiếp thành phiến. Hôm nay cao hứng, đến nếm thử cái này tứ phương lâu thịt rượu, có phải là thật hay không giống theo như đồn đại mỹ vị như vậy? Trần Mộc tựa ở bên cửa sổ cười khẽ. Giới Giáp nghi hoặc nhìn Trần Mộc, ngươi sẽ không thân có đạo cốt a? Ta liền một người bình thường, nào có cái gì đạo cốt? Trần Mộc trợn mắt. Phần mềm hát ngược lại là có một. Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ là cái nào đó xuống dốc thế gia bàn chi thành viên? Giới Giáp tiếp tục suy đoán. Ngươi bình thường. Dựa vào hồng chuẩn luyện hình thuật trác rưỡi kia luyện hình thuật, 1 năm rưỡi liền luyện được phách lực, ngươi còn dám nói mình là người bình thường. Thế gia thành viên có thể nhanh chóng luyện được phách lực. Trần Mộc trong lòng khẽ động. À, sao ngươi hơi kém? Giới Giáp mí mắt cụp xuống nhàn nhạt đáp lại. Trần Mộc như có điều suy nghĩ, là nắm giữ đặc thù nào đó thủ đoạn sao? Có chút đặc thù huyết mạch thôi. Giới Giáp bình tĩnh nói. Cùng loại đạo cốt. Trời sinh thích hợp tu luyện. Trần Mộc giật mình. Không kém bao nhiêu đâu. Giới Giáp thản nhiên nói, không muốn nói chuyện nhiều. Trần Mộc cũng không còn tiếp tục nghe ngóng. Bất quá vừa mới luyện thành phách lực dâng lên kiêu ngạo cảm xúc rất nhanh liền bình phục lại. Bản thân có phần mềm hắc, nhưng làm sao người khác có tổ tông. Nhân gia tổ tiên rộng qua, xuất sinh liền so người bên ngoài ưu tú. Vẫn là thành thật thật soát ta độ thuần thục đi. Người kia phần luyện hình thuật, ta muốn rồi. Trần Mộc nhún vai một cái nói. Nghĩ thông suốt. Giới Giáp trong mắt lóe lên mỉm cười. Trần Mộc gật đầu, quỷ thị thuyền ngược lại là có 2 loại luyện hình thuật. Bất quá, đều có thể cùng hồng chuẩn luyện hình thuật đồng liệt, không luyện cũng được. Giới Giáp gật đầu, lưu truyền bên ngoài luyện hình thuật, phần lớn đơn sơ. Trần Mộc trong lòng khẽ động, sở dĩ những cái kia tường tận, đều bị một ít người cố ý khống chế lấy. Giới Giáp gật đầu. Trần Mộc hiểu rõ. Kia đại khái lại là trên đòn dông tầng thế lực nồi. Trách không được đại lương nhân họa không ngừng. Đại khái là kêu ca tích lũy tới trình độ nhất định. Cũng không biết Nam Dương phủ không có bị tác động đến. Ta phách lực sơ thành, đằng sau làm như thế nào luyện? Trần Mộc quan tâm hỏi. Mặc dù hồng chuẩn luyện hình thuật phách lực gân gà, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. 10 năm luyện hình, 100 năm nuôi phách, câu nói này nghe qua a? Giới Giáp hỏi. Nuôi. Trần Mộc trong lòng khẽ động. Không sai. Ăn được ngủ ngon tu dưỡng tốt. Không ngừng tính gộp lại khí huyết lớn mạnh phách lực. Ngươi trước mắt trạng thái gọi du phách, đợi đến phách lực khuếch tán, bao trùm toàn thân thành giáp. Mới tính phách lực đại thành, xưng là giáp phách. Giới Giáp nói một hơi. Trần Mộc trong lòng khẽ động, chim bay trạng thần ý đồ xuất hiện ở não hải. 2 cổ lạnh buốt khí tức từ lòng bàn chân trên đường đi vọt. Song trương lòng bàn tay đồng thời xuất hiện 2 cái điểm đen. Có thể du tẩu toàn thân, trách không được gọi du phách. Dùng được rồi, bảo vệ tốt trí mạng bộ vị, có thể lấy được kỳ hiệu. Chính là cái gọi là nuôi phách nghe có chút không đáng tin cậy. Ăn ngon uống ngon từ từ tích lũy. Cái này không phải liền là ăn cơm nuôi mỡ. Chăn heo đâu. Không có da tóc biện pháp. Trần Mộc không cam tâm. Giới Giáp nhìn chằm chằm Trần Mộc lòng bàn tay 2 cái điểm đen, Ngươi có thể đem nó thu lại sao? Thế nào à nha? Trần Mộc không rõ ràng cho lắm. Ăn cơm đâu? Giới Giáp thản nhiên nói, không thích. Trần Mộc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta phách lực dài trên chân thế nào? Đây là du phách cách chân, lại không phải đại hán móc chân. Nam Dương phủ ngoài thành, Kim Thủy Giang bờ. Một đầu to lớn lâu thuyền đổ bờ sông, một cây nền đỏ vàng đen đại kỳ đứng ở đỉnh tiên. Vàng đen giản lược lại sinh động, miêu tả là một loại nào đó trong nước cự thú. Thuyền lớn điều ước dài hạn 200 mét. Bề rộng chừng 80 mét, 9 cống vật khổng lồ. Trên thuyền lầu các mái cong, bên trong lại phân cách thành mấy chục gian phòng khoan, trang trí sửa chữa khảo cứu, tự như một tòa bảo điện. Giờ phút này lâu thuyền thượng nhân người tới hướng, đều là chút đoạn đã trang phục đại hán vạm vỡ. Nơi đây chính là Nam Dương phủ đệ nhất đại bang, Kinh Hồng bang trụ sở. Đường chủ, trong bang có người theo dõi thư sinh kia. Một cái mắt nhỏ hán tử nhỏ giọng nói. Người của chúng ta. Tạ Thắng hiếu kỳ nhìn sang, ta vị sư huynh kia luôn luôn an phận thủ thường, như thế nào chọc chúng ta. Từ khi nhìn thấy Trần Mộc theo Tả gia đội xe đi tới Nam Dương, hắn liền có thêm tưởng tượng. Vị sư huynh này nhìn như người vật vô hại, nhưng cũng là cái nói giết người liền giết người kẻ tàn nhẫn. Lúc trước đối phương liền cố ý ở tại Tả gia bên cạnh, bây giờ lại cùng Tả gia đến Nam Dương. Hắn sợ đối phương có ý đồ xấu, cố ý nhường cho người lặng lẽ chú ý, nếu không phải gần đây bận việc lấy luyện công, nói không chừng liền muốn lên môn lĩnh giáo một phen, nhìn đối phương đến cùng có chủ ý gì. Mắt nhỏ hán tử cười hắc hắc, nghe nói Bạch Hổ đường Trương đà chủ, ngay tại Tra Thanh Phong tán đường đến. Quỷ thị trong kia loại hiệu suất cao kim sang dược. Không phải nói tổn thất nặng nề. Ngừng sao? Còn tra. Tạ Thắng kịp phản ứng, kỳ lại nhìn sang, thế nào, cùng ta vị sư huynh kia có quan hệ. 89 phần 10. Mắt nhỏ cười nói, họ Trương công phu không được, đầu óc lại dùng tốt. Một tháng trước hắn vung bó lớn nhân thủ ra ngoài, gấp chầm chầm trên bến tàu dược liệu vận chuyển con đường. Bây giờ nhìn, đại khái là tìm hiểu nguồn gốc, tìm được địa phương. Nếu không phải hắn vừa vặn canh giữ ở phụ cận, phát hiện không đúng, đảo ngược điều tra. Vẫn thật là để họ Trương, vô thanh vô tức đem sự làm xong rồi. Đường chủ, Bạch Hổ đường một mực làm phiền chúng ta. Nếu không, ta cho hắn đoạt mất rồi. Mắt nhỏ đề nghị. Không thể. Tạ Thắng nheo mắt lại, chung quy là trong bang huynh đệ, như thế gà nhà đá nhau, làm trái bang quy, không thể nhắc lại. Mắt nhỏ một mặt cười ngượng ngùng. Nhưng này chung quy là ta chí ái thân bằng, tay chân sư huynh. Tạ Thắng thở dài một hơi, an bài mấy người nhìn chăm chú vào Trương đà chủ, bọn hắn một khi động thủ, liền lập tức đến cho ta biết. Cũng không thể để cho ta sư huynh bị ủy khuất. Hắc hắc. Là. Mắt nhỏ hán tử lập tức một mặt gian trá tiếu dung. Tạ Thắng thấy đối phương thái độ đoan chính thành khẩn, lập tức hài lòng gật đầu. Gần nhất luyện võ chi tiêu khá lớn, Thanh Phong tán tới đúng lúc. Đỉnh cấp kim sang dược, phối hợp Kinh Hồng bang tại Kim Thủy Giang bên trên thế lực to lớn. Đây chính là một cái tụ bảo bồn. Bất quá, dệt hoa trên gấm kém xa ngày tuyết tặng than. Thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ, mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Ban đêm, Trần gia trạch viện. Cửa phòng đóng chặt, Trần Mộc ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn điểm một ngọn đèn dầu, đem gian phòng bên trong chiếu trong suốt. Dầu thấp là một loại nào đó trong nước mảnh thú dầu mỡ tinh luyện, nhóm lửa sau không có khói đen, lại độ sáng kinh người. Trần Mộc từng tờ một tỉ mỉ lật xem trong tay ố vàng sách vở. Trách không được Giới Giáp luôn luôn nói Hồng chuẩn luyện hình thuật đơn sơ. Trần Mộc khép lại sách vở thở dài. Cùng trong tay bản này Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật so sánh, xác thực đơn sơ. Chỉ lấy hô hấp pháp tới nói. Hồng chuẩn hô hấp pháp nhất rườm rà bộ phận, một cái tuần hoàn cũng bất quá 120 cái biến hóa. Mà Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật, dịch cân giai đoạn thì có 180 cái biến hóa. Đối thân thể kích thích cải tạo càng tinh tế tinh chuẩn, càng toàn diện, tự nhiên càng mạnh. Còn có đầy đủ thần ý đồ. Trần một lần nữa mở ra, lật đến một trang cuối cùng. Một tấm từ một loại nào đó động vật da lông thuộc da mà thành giấy dầu. Màu nâu nhạt giấy dầu bên trên, đầy sao một dạng điểm suýt lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái chấm đen. Vài cọng tóc ti bàn dây nhỏ xen kẽ, móc nối sở hữu điểm đen. Người bên ngoài nhìn lọt vào mây mù, Trần Mộc cũng hiểu được. Điểm đen chính là thần ý đồ tiết điểm. Thời gian thực phỏng đoán quan sát, phối hợp đại thành luyện hình thuật, liền có thể nắm giữ thần ý đồ. Sở dĩ bản này hắc hổ luyện hình thuật quả nhiên cũng là bị vùi dập giữa chợ hàng. Trần Mộc cầm lấy bên cạnh một bản da đen sách, một mặt ghét bỏ. Vì mua xuống bản này luyện hình thuật, hắn còn tại giới giáp nơi đó nợ xong nợ. Nếu không phải gần nhất Thanh Phong tán tiêu thụ lửa nóng, giới giáp căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Được rồi, mua đều mua, luyện một chút xem đi. Trần Mộc thất vọng thở dài. Chờ tích lũy đủ tiền, đem kia bản vượng trắng luyện hình thuật vậy mua. Vừa vặn cùng hồng chuẩn luyện hình thuật góp thành bị vùi dập giữa chợ ba huynh đệ. Chương 62, lễ vật. Không trách Trần Mộc ham hố. Thật sự là nuôi phách quá trình quá dài dằng dặc. Gia tốc bí dược không phải là không có, nhưng đều bị đại lương hoàng tộc thế gia cầm giữ. Người bình thường chỉ có thể dựa vào ăn đến gia tốc. Nhưng người bụng cứ như vậy lớn, cho dù một ngày không ngừng, lại có thể ăn mấy con ngưu. Trần Mộc đã nhìn chằm chằm phách lực chồng chất thứ hai nhân tố, ban sờ du phách. Du phách là giáp phách căn cơ, là nguồn suối. Trần Mộc quyết định ở trên người nhiều đào mấy cái suối. Đã không có cách nào dùng bí dược gia tăng phách lực nơi phát ra, vậy liền đề cao khí huyết chuyển hóa suất. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, to lớn Nam Dương phủ thành rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Mộc ngáp một cái, xem xét mắt trên bàn thư tịch. Lại nhìn một lần đi nằm ngủ. Đường chủ, họ Trương động thủ. Mắt nhỏ hán tử tiến đến Tả Thắng trước người hưng phấn nói, Bạch Hổ Đường Lâm đường chủ tự mình dẫn đội. Ai, Hòa Khí Sinh Tài chẳng lẽ không được không? Tả Thắng một mặt bất đắc dĩ, một bên là nhà mình huynh đệ, một bên là chí ái sư huynh, ta quá khó khăn. Mắt nhỏ hán tử chớp mắt một cái, đường chủ muốn đánh trống lui quân. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Tả Thắng khổ não nhìn xem mắt nhỏ hán tử. Cái này, nếu không để ban chủ quyết đoán. Mắt nhỏ hán tử vậy náo không rõ thật giả. Hồ đồ. Tả Thắng trừng mắt, chỉ là việc nhỏ, có thể nào làm phiền sư phụ lão nhân gia ông ta. Thôi, xem ra còn phải ta đi hòa giải một lần. Tả Thắng thở dài một hơi, Lâm đường chủ lại muốn oán trách ta rồi. Đường chủ cũng là vì đại cục suy nghĩ. Mắt nhỏ hán tử mặt dạng mày dày tân bốc. Ai có thể minh bạch khổ tâm của ta? Tả Thắng cô đơn đạo. Đường chủ, ta hiện tại đi chuẩn bị. Mắt nhỏ hán tử thử thăm dò. Mang nhiều một chút người. Mắt nhỏ hán tử luyện da co lại, vâng. Trong bóng đêm, mấy chục đầu tàu nhanh từ Kim Thủy Giang thẳng vào Tháp Hà. Mượn nước sông sương mù che lấp, nhanh chóng tiến vào trong thành. Một nơi bí ẩn bến tàu, mấy chục người áo đen nhảy xuống tàu nhanh, chia làm 7-8 đội. Thuận bí ẩn đường phố, vô thanh vô tức tràn vào thành bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 10 người lại tại trong một cái hẻm nhỏ hội tụ. Anh rể, chính là cái nhà kia. Trương đà chủ hưng phấn nói. Chúng ta dược sư phân tích thanh phong tán, tra ra một mực gọi hoàng ngọc chi dược liệu. Bản địa không sinh, phần lớn từ phía Bắc Thái Châu phủ chọn mua. Ta nhường cho người chầm chầm chết Kim Thủy Giang bên trên sở hữu Thái Châu thuyền hàng. Thành bên trong gần 1/3 hoàng ngọc chi, đều thông qua một cái hiệu thuốc nhỏ đưa vào gian viện tử này. Đồng thời vận tới còn có cái khác nhiều loại cầm máu thuốc giảm đau tài. Viện này 89/19 là thanh phong tán sản xuất địa. Làm được tốt. Lâm Sát ý cười đầy mặt. Mấp mô luyện gia cũng nhịn không được đỏ lên, nên chúng ta Bạch Hổ Đường phát tài. Lão Trương, lão Triệu, hai người các ngươi đi theo ta, một phát hiện cái kia tóc trắng cao thủ, chúng ta ba người cùng nhau động thủ, trước tiên đem tên kia chơi chết. Ta suy nghĩ, người kia tuổi tác lớn, thể lực kém. Thắng ở tốc độ nhanh. Ta cố ý từ Kinh Hồng Bảo thuyền cầu đến Kim Tầm ti lưới cá. Một khi động thủ, trước vây nhốt, sau đó hung hăng kêu gọi. Tốt. Lão Vương, ngươi mang theo Trương Vân cùng một chỗ công kích viện tử. Động thủ phải nhanh, lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp người ở bên trong, tận lực bắt sống. Thật muốn có người không biết sống chết phản kháng, liền chơi chết hắn. Lâm Sát âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Nói cho các huynh đệ, đều xuất ra bản lĩnh thật sự, tốc chiến tốc thắng. Cái này một phiếu làm xong, chúng ta Bạch Hổ Đường cũng không thiếu tiền. Đến lúc đó ta mời tất cả người đi đỏ trên thuyền tiêu sái 3 ngày. Tạ đường chủ. Lâm Sát cười ha ha một tiếng, động thủ. Hơn 10 người lập tức như mở cống nước sông, mãnh liệt phóng tới cách đó không xa trạch viện. Đào Hóa Phường một đầu cái hẻm nhỏ chỗ sâu đắp cái cỏ tranh đỉnh lều gỗ. Trên mặt đất phủ lên 2 tấm mới tinh chiếu rơm. Bên cạnh đặt vào một khay nước muối đậu tầm, một cái gốm đen rượu bình. 2 cái một thân đoản đã, cánh tay hình xăm hán tử gầy yếu đang ngồi ở trên chiếu, nhờ ánh trăng, chậm rãi uống rượu. Chúng ta thời gian này lúc nào mới là cái đầu? Một người trong đó mũi có nốt ruồi đen hán tử thở dài nói. Một cái khác nhọn cái cầm hán tử ném một viên đậu tầm vào miệng, nửa nằm lười biếng nói, ha ha, vậy phải xem trong nội đường lúc nào muốn thu thập thư sinh này. Vì sao nha? Mũi đen nhai lấy hiểu thấu đáo một mặt không hiểu, không phải liền là cái bạch diện thư sinh sao? Có thể có cái gì chất béo? Nhọn cái cầm hán tử cười hắc hắc, ngoắc ngón tay, nhớ được chúng ta là làm sao tìm được thư sinh kia sao? Theo dõi Hòa Thịnh Đường cái kia đảo dược học đồ đi tìm tới nha. Mũi đen không rõ ràng cho lắm. Tháng trước trong nội đường bị thiệt lớn. Đường chủ cậu em vợ Trương Vân ăn liên lụy. Uống rượu giải sầu thời điểm lầm bầm 2 câu. Ta đương thời vừa vặn hướng hắn trong phòng đưa rượu. Hắc hắc. Nhọn cái cầm hán tử nhếch miệng cười nói. Nói một chút, mau nói, hắn lầm bầm cái gì, cùng thư sinh này có quan hệ gì? Mũi đen lập tức đưa tới. Nhọn cái cầm cười hắc hắc, đắc ý uống một ngụm mang theo vị chua rượu mạnh, không nói. Huynh đệ, nói một chút nha, ngày mai rượu này ta mời. Mũi đen khoát tay chặn lại cam kết. Nhọn cái cầm ngắt một hạt đậu tầm bỏ vào trong miệng, vẫn như cũ không nói lời nào. Lại thêm 2 cân thịt bò kho tương, chúng ta mở một chút ăn mặn. Mũi đen cắn răng nói. Nhọn bên dưới 3 nhạc rồi. Nói một chút đi, nhanh cùng ta nói một câu. Mũi đen thấy đối phương hài lòng, lập tức cười thúc giục. Đúng vậy à, nói một câu, ta cũng muốn biết vì cái gì. Đột ngột, quét qua thanh âm bỗng nhiên tại lều cỏ bên ngoài vang lên. Ai? 2 cái uống mê mẩn trừng trừng hán tử kinh hãi. Hơn nửa đêm bên trong, vắng vẻ ngõ cụt bên trong, lặng yên không một tiếng động thêm ra cá nhân. 2 người rượu đều dọa cho tỉnh rồi. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một đạo cao thân ảnh, cổng ánh trăng lẳng lặng đứng thẳng. Nhàn nhạt ánh trăng đánh vào đối phương bên mặt. Có chút hiếp trong mắt, tràn đầy hờ hững. Mặt trắng thư sinh. 2 cái hán tử da đầu một nổ. Nằm vùng quan sát bị người phát hiện. Vẫn là sâu kinh nửa đêm tại loại này không khí phát xuống hiện. 2 người trong lòng hung hăng một nhảy, quay người đã muốn chạy. Có thế vừa quay đầu lại, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng lại có thêm một cái người. Trần Mộc Thuấn Di bình thường đến phía sau 2 người, bình tĩnh nhìn 2 người. À! Phốc phốc phốc! Liên tiếp ngắn ngủi kêu thảm đột nhiên ở trong màn đêm vang lên. Oanh! Sân nhỏ tường cao đột nhiên sụp đổ. Lâm Sát định lấy khắp cả mặt mũi đá vụn cho bụi. Đầu cũng sẽ không hướng Tháp Hà bến tàu phương hướng chạy tới. Mấy chục thủ hạ thuận vách tường lỗ rách nhảy lên ra, chạy tứ tán. Đầu đường chuyển biến thời điểm, Lâm Sát chạy băng băng sau khi sơ sơ nghiêng đầu, dư quan quét qua sau lưng khu phố. 7-8 cái người mặc nền đen đỏ văn y phục dạ hành người, từ tiểu viện bên trong im ắng nhảy ra, như quỷ mị ngập vào âm ảnh. Bản thân những cái kia thủ hạ trùng đầu chạy trốn. Nhưng không ngờ bên chân trong bóng tối đột nhiên nhảy lên ra từng chuôi lợi kiếm. Không quan sát phía dưới, cấp tốc bị đâm ngã. Mấy cái chớp mắt, non nửa nhân viên liền bỏ mình tại chỗ. Lâm Sát con ngươi bỗng nhiên co vào. Lấy ở đâu nhiều như vậy chú ý các sát thủ? Không phải chế dược ổ sao? Làm sao mẹ nó thành sát thủ ổ? Đúng lúc này, hắn cái cổ lông tơ đột nhiên nổ lên. Lâm Sát bỗng nhiên hoàn hồn, một điểm hàn quang lặng yên mà tới, hắn lập tức trong lòng hoảng hốt. Đáng chết, Bất cẩn rồi. Kinh Hồng Bang, Bạch Hổ Đường, Thanh Phong Tán. Trần Mộc sắc mặt nặng nề. Đi tới Nam Dương Thành hơn 3 tháng. Hắn mỗi ngày không lo ăn uống, cả ngày luyện công làm vui. Đều nhanh muốn đã quên cái này ghê tởm thế đạo. Ta vốn bản phận phân chế dược, kiếm lấy ta một chút kia vất vả tiền. Không trêu ai không chọc ai, vì cái gì luôn luôn muốn cùng ta không qua được đâu. Trần Mộc sắc mặt càng phát ra khó coi. Có thế suy nghĩ nửa ngày, vẫn không khỏi thở dài. Kinh Hồng Bang a. Đây chính là Nam Dương đệ nhất đại bang. Mình ở trong mắt đối phương, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Động động ngón tay, đều có thể nghiền chết chính mình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy. Trần Mộc mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thật vất vả xuyên Việt qua dị giới, cả ngày đông tránh tây trốn, thật sự là mất mặt a. Lần này may mắn bản thân chú ý cẩn thận. Tuân theo thỏ không có ba hang lý niệm. Bí mật đem chung quanh 7 tòa tiểu viện toàn bộ thuê lại. Lúc này mới ở trong đó một gian viện tử sau tường, phát hiện 2 cái này theo dõi nhân viên. Nghĩ đến khả năng hậu quả, Trần Mộc không nhịn được nghĩ mà sợ. Không được, trong nhà không thể đợi. Trần Mộc lập tức thu thập hành trang. Nhưng này đêm hôm khuya khoắt, có thể đi đâu? Trần Mộc nhíu mày. 2 người kia nói, Bạch Hổ Đường tại Tháp Hà có cái bến tàu đồn bốt. Trần Mộc trong lòng hơi động, từ nơi đó có thể ngồi thuyền leo lên Bạch Hổ Đường tổng đường thuyền lớn. Chỗ nguy hiểm nhất liền an toàn nhất. Trần Mộc không khỏi gật đầu. Chỉ có thể đi Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn tránh một chút rồi. Trần Mộc bất đắc dĩ nghĩ đến. Đêm khuya quấy rầy nhân gia thực tế băn khoăn. Vậy liền mang một ít nhi lễ vật đi. Tụ lý kiếm, mê thần khói, ân. Còn có hạt sen sắt. Khói đen cuồn cuộn, Trần Mộc đem góc tường một cái cực đại bao tải thu vào ngũ quỷ túi. Trần Mộc nhìn xem tràn đầy ngũ quỷ túi không khỏi gật đầu, nhiều lễ thì không bị trách, lần này bọn hắn cũng không để ý rồi. Lòng bàn chân phách lực hiển hiện, thân hình lóe lên. Trần Mộc vô thanh vô tức biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Chương 63, chui vào. Mượn bóng đêm, Trần Mộc tại dọc theo đường phố bên cạnh âm ảnh, nhanh chóng hành tẩu. Phách lực gia trì, lòng bàn chân giống như tại mặt băng trượt, nhanh chóng im ắng. Tuần lấy kia mũi đen bàn giao lộ tuyến, rất mau tìm đúng chỗ tại Tu Nhân Phường, Tháp Hà bờ một nơi nhà kho. Nhà kho hậu phương rừng liễu bên trong cất giấu một cái bí ẩn bến tàu. Giờ phút này trời tối người yên, nhỏ trong kho hàng lại điểm như dầu nành đèn. 4 cái mình trận hán tử chính ghé vào một tấm tứ phương bàn bên trên ăn uống chuyện phím. Chợt nhìn buông lỏng, kỳ thực cao độ cảnh giác. Cổng trong bóng tối cất giấu 2 người đứng gác. Trên mặt bàn đồ ăn thịt ăn hết hơn phân nửa, rượu trong ly lại ai cũng không nhúc nhích. Trần Mộc đi tới nhà kho cách đó không xa, mặt không biểu tình quét mắt chỗ bóng tối, sải bước đi hướng nhà kho cửa chính. Làm cái gì? Vừa đi 2 bước, một người từ cạnh cửa trong bóng ma đi ra hét to. Tặng quà. Trần Mộc không ngừng bước. Ban ngày lại đến. Ban đêm nhân viên thu chi tất cả về nhà, không ai cho ngươi nhập trướng. Người kia một mặt không kiên nhẫn. Trần Mộc. Nhân viên thu chi nhập trướng. Tặng lễ đều đưa ra dây chuyền sản nghiệp sao? Lỗ tai điếc a, cút nhanh lên. Người kia không kiên nhẫn hô. Trần Mộc liếc mắt đối phương, sải bước đi hướng nhà kho đại môn. Hắc! Ngươi còn rất cưỡng. Người kia đối diện đi hướng Trần Mộc, nâng lên nắm đấm liền đánh tới hướng Trần Mộc mặt. Trần Mộc thân ảnh bỗng nhiên biến mất, gặp thoáng qua nháy mắt, tụ lý kiếm vừa để xuống vừa thu lại. Phốc! Một cổ máu tươi từ người kia chỗ cổ phun ra. Bịch ngã xuống đất, rút 2 lần, rất nhanh liền không một tiếng động. Ai? Lại giết người rồi. Ta chỉ là muốn an tâm sinh hoạt, các ngươi những này ác nhân tại sao lại muốn tới trêu chọc ta? Trần Mộc đưa lưng về phía thi thể, lạnh lùng nhìn xem kho hàng nội bộ. Bên cạnh bàn 4 người sớm bị cổng động tĩnh hấp dẫn, thấy người trong nhà nháy mắt phân sinh tử, không khỏi đứng lên. Dẫn đầu là một đầu trọc đeo kính đại hán, người mặc màu nâu áo lót đoản đã, trên cổ tay phủ lấy 2 cái làm bằng da bao cổ tay. Thấy người giữ cửa ngã xuống đất tử vong, không chỉ có không sợ, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười, vốn cho rằng thủ bến tàu là khổ sai sự, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự là trời giáng hoành phúc. Hắn tùy ý hoạt động thủ đoạn, che kín vết chai ngón tay thỉnh thoảng giãn ra nắm chặt. Đụng vào vuốt ve ở giữa. Phát ra giấy ráp ma sát giống như tiếng vang, nhường cho người không rét mà run. Đám kia khốn nạn đi theo đường chủ vây lại nhà, phí tâm phí lực. Ta ở nơi này ngồi ăn thịt uống rượu, công lao liền tự mình chạy tới. Ha ha. Bên cạnh ba người thoải mái cười to. Từ sau eo móc ra đoạn đao, thủ đoạn chuyển động. Dưới ánh trăng, đao quang lấp lóe. Ngươi là tả đường chủ người a? Nghĩ phá hư tàu nhanh, đoạn chúng ta đường lui. Hắc. Các ngươi một chút kia tiểu tâm tư, sớm bị nhà ta đường chủ xem thấu. Gã đại hán đầu trọc cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ bẻ gãy ngươi tứ chi. Để tả đường chủ tự mình đến lĩnh, tràng diện kia nhất định thống khoái cực kỳ. Động thủ. Bốn người lập tức nhe răng cười phóng tới Trần Mộc. Gã đại hán đầu trọc một ngựa đi đầu, hai chân hung hăng dẫm đạp mặt đất, thân hình báo săn bình thường nhảy lên ra. Bàn tay uốn lượn thành trảo, một trảo mà ra, khẽ kêu đi theo. Tự như ác điểu giơ vuốt, mang theo trí mạng khí tức, sẽ hướng Trần Mộc cái cổ. Ba người khác cấp tốc quanh co, đao quang hắc hắc, nhắm chuẩn Trần Mộc hai chân. Phốc. Đoạn đao ném đi, bốn người đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, lăn không lăn lộn đánh ngã, phanh một cái đập xuống đất. Nháy mắt không một tiếng động. Củ lạc lớn huyết động xuất hiện ở bốn người cái trán, ào ạt máu tươi tuôn ra. Trần Mộc mặt không biểu tình quay đầu, nhìn chăm chú vào bên trong góc cái cuối cùng người giữ cửa. Phanh. Trần Mộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, bóp lấy cổ đối phương hung hăng đâm vào nhà kho mặt tường. Người kia hai mắt lật một cái, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Trần Mộc quay đầu dò xét mấy cái tráng hán thi thể. Đây đều là thân kinh bách chiến chuyên nghiệp côn đồ. Dẫn đầu gã đại hán đầu trọc càng là luyện thiên về bàn tay luyện hình thuật. Có thế ở trong mắt Trần Mộc, tốc độ của bọn hắn thực tế quá chậm, vừa đối mặt liền nhẹ nhõm đánh ngã. Du phách chung quy là không giống. Đường lui. Xét nhà. Thủ bến tàu. Trần Mộc trong đầu loại bỏ lấy vừa rồi mấy người lời nói, như có điều suy nghĩ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng người sống. Nửa ngày, Trần Mộc nhìn xem dưới chân đã không còn khí tức áo xám hán tử, nhíu mày. Bạch Hổ Đường nửa đêm bí mật hành động, Lâm Sát tự mình dẫn đội, là muốn chấp hành Kinh Hồng Ban nhiệm vụ bí mật sao? Đây là một cơ hội. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía người áo xám, cẩn thận ngụy trang. Xen lẫn trong mấy chục trong bang chúng, lẽ ra có thể chui vào Bạch Hổ Đường thuyền lớn. Đến lúc đó mê thần khói vừa để xuống, có nhiều thời gian cùng Lâm Sát đường chủ tâm sự. Trần Mộc quan sát tỉ mỉ người áo xám khuôn mặt. Bộ mặt cơ bắp một trận nhúc nhích, lập tức biến thành một trương đại viên mặt. Tối như bưng, khuôn mặt tương tự, y phục giống nhau. Lâm Sát nhất hành lại thần thái vội vàng, ai còn có thể nhìn ra sơ hở. Đem nhà kho xử lý tốt. Đi bến tàu các loại, không thể để cho Lâm Sát nhìn thấy thi thể. Thô sơ giản lược nghĩ kỹ phương án, Trần Mộc lập tức hành động. Hô! Hô! Lúc đêm khuya, Nam Dương phủ trường hạ đường phố. Lâm Sát lấy 100 mét bắn vọt tốc độ trùng đầu chạy băng băng. Cái cổ một bên truyền đến mang theo trơn nhẵn cảm từng tia ý lạnh. Để hắn nhìn không được dò xét ven đường âm ảnh, sợ lại nhảy lên ra một sát thủ. Vừa rồi sát thủ tập kích, nếu không phải hắn qua loa chết đi thân hình, yết hầu định bị cắt đứt. Thanh phong tán là chu y các mua bán. Lâm Sát trong lòng hối hận, nhưng lại đầy ngập oán khí, hảo hảo ở tại chu y các bán thuốc không tốt sao, làm sao còn chạy tới quỷ thị tán hàng. Mà lại tháng trước đã phát sinh đại xung đột. Vì cái gì không phái người thông báo Kinh Hồng Bang? Nếu là biết rõ thanh phong tán thuộc về chu y các, đánh chết hắn cũng không dám đưa tay. Còn có Trương Vân tên hỗn đảng kia. Lâm Sát trong lòng hận chết nhà mình cậu em vợ. Tiểu viện giấu nhiều người như vậy cũng không phát hiện, theo dõi phế vật mắt mù a. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nhà mình thủ hạ từ bên cạnh khu phố xông ra, trong lòng buông lỏng một hơi. Có thể nhìn thanh nhân đếm, trong lòng liền mát lạnh. Cái gì đều không mò lấy, còn không duyên cớ tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Lỗ lớn rồi. Sau lưng truy binh không ngừng, hắn cũng không còn tâm tư kêu gọi. Cắm đầu liền chui vào rừng liễu, phóng tới bến tàu. Bên bờ, 7-8 đầu tàu nhanh theo thứ tự gạt ra. Trong đó trên một cái thuyền, chính ngồi xổm thân mặc áo xám hán tử. Trần Mộc thật xa liền nhìn thấy một cái da dẻ mấp mô da mặt vàng trắng hán. Đối phương chính chật vật chạy tới. Sau lưng còn đi theo hơn 10 đồng dạng chật vật người áo đen. Nghĩ đến mũi đen, nhọn cái cằm, bến tàu người áo xám thẩm vấn tin tức. Suy đoán cái này da mặt vàng 8 thành chính là Bạch Hổ Đường đường chủ Lâm Sát. Mặt kia quá có nhận ra độ. Không thể rụt rè, được chào hỏi, biểu hiện mình cũng là Bạch Hổ Đường ban chúng. Trần Mộc âm thầm trầm tư. Chỉ cần rời xa Lâm Sát, không bị liếc mắt xem thấu, rất dễ dàng liền có thể lừa dối quá quan. Trong điện quan hỏa thạch, Trần Mộc suy nghĩ tin tường. Tự tin đứng dậy, giơ tay chào hỏi, đại ca, ta tại đây. Lâm Sát nhớ mang máng trên bến tàu có như thế thân mặc áo xám người. Tâm đạo tiểu tử này còn rất cơ linh, biết rõ chờ ở trên thuyền tùy thời ứng biến. Lúc này nhảy lên một cái, nhảy lên bên trên đối phương tàu nhanh, tốt. Sau này trở về, ta trùng điệp có thưởng. Trần Mộc, ngươi làm sao còn lên đến rồi đâu? Cách gần như vậy, ngươi để cho ta làm sao lừa dối quá quan? Trần Mộc hít sâu một hơi, không thể hoãn. Không thể hoãn, được ổn định. Đằng sau còn hơn 10 người đâu. Các cái khác người lên thuyền, bản thân lại lặng lẽ giả dạng làm nhỏ trong suốt. Không phải liền là cùng ban chủ cùng thuyền mà được không, vấn đề nhỏ. Trần Mộc lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía cái khác ban chúng. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhảy lên một cái, bên dưới sủi cảo một dạng rơi vào. Bên cạnh trên thuyền. Ngay sau đó Trần Tru giải khai dây thừng, lay động một mái chèo, đẩy tàu nhanh mũi tên một dạng nhảy lên bên trên tháp hà. Trần Mộc. Lâm Sát đứng ở đầu thuyền, ngạc nhiên nhìn xem thủ hạ đi xa. Chân mình bên dưới tàu nhanh lại không nhúc nhích tí nào. Chờ mẹ nó đâu. Nhanh lái thuyền. Lâm Sát khí trong mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Trần Mộc lúng túng nửa ngày, chỉ có thể đàng hoàng nói, đại ca, ta sẽ không. Lâm Sát. Ngươi sẽ không, ngươi mẹ nó còn gọi ta lên thuyền. Trần Mộc một mặt lúng túng cười. Hắn cũng làm khó, vốn định làm bộ ban chúng lăn lộn đến thuyền lớn. Cái nào nghĩ Lâm Sát thẳng tắp nhảy lên. Còn không mang tùy tùng. Hắn sẽ vạch cái rắm thuyền. Cái này không xong con bê sao. Bí mật chui vào ngay từ đầu tự ra sai lầm, cái này còn thế nào lặng. Được rồi, trực tiếp động thủ. Chơi chết cái này da mặt vàng tính cầu. Lâm Sát xem xét mắt không còn bóng dáng thủ hạ, quay đầu nhìn một chút từng đạo nhảy lên đến bóng đen. Lăn đi. Hắn một bước vọt tới đuôi thuyền, cua lấy một mái chèo, dùng sức phát nước. Trần Mộc trừng mắt nhìn. Ta đây. Có phải là lại có thể tiếp lấy lặn rồi? Nếu không phải sau lưng có sát thủ truy tung, Lâm Sát hiện tại hận không thể một cước đá chết cái này không dùng đồ chơi. Ngươi cùng với ai lẫn vào? Lâm Sát nộ khí đầy ngực. Trương Vân đà chủ, ngài cậu em vợ. Trần Mộc lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, ý đồ xích lại gần hồ. Vẫn không quên nhíu lông mày, mắt thần minh xác thực tra hiệu, chúng ta là người trong nhà. Lâm Sát một hơi buồn bực ở trong lòng ngực, Quyết Gia lão luyện đỏ lên. Lại mẹ nó là tên khốn này. Bản thân không đáng tin cậy, chiêu thủ hạ hắn A cũng không đáng tin cậy. Vừa rồi hắn còn hoài nghi người này thân phận. Hiện tại không cần hoài nghi rồi. Liền phế vật này điểm tâm, toàn bộ Kim Thủy Giang cũng liền Trương Vân dám thu. Hừ. Lão tử chèo thuyền ngươi ngồi thuyền, ta Bạch Hổ Đường ngươi là phần độc nhất. Trần Mộc một mặt lúng túng cười, a. A. A ha ha ha. Cái này ẩn núp thực tế quá làm người tâm tính. Sớm biết trực tiếp cầm mê thần khói kêu gọi đến. Chương 64, phát hiện. Tàn nguyệt treo ở bầu trời. Tháp hà bên trên sương mù mịt mờ. 7-8 chiếc tàu nhanh xông phá mê vụ, phi tốc vạch hướng tháp hà thượng du. Trần Mộc lúng túng ngồi ở mũi thuyền, tận lực khống chế bản thân không quay đầu lại. Nơi đuôi thuyền, Lâm Sát một tấm da mặt vàng đỏ lên. Nhưng như cũ hì hục chèo thuyền thúc thuyền. con mắt trừng mắt phía trước áo xám tiểu đệ, hận đến răng ngứa. Hắn kinh hồng ban một đường chi chủ, lại cho tiểu đệ chèo thuyền. Càng nghĩ càng nín thở, lạnh lùng hỏi, ngươi cùng với ai lẫn vào? Không phải đã nói qua sao? Trần Mộc không rõ ràng cho lắm, Trương Vân đà chủ a. Trương Vân thủ hạ có 3 cái thuyền, ta là hỏi ngươi bình thường tại ai trên thuyền? Cái nào tinh trùng lên não có thể coi trọng ngươi như thế cái không hội thao thuyền đồ chơi? Trần Mộc buông lỏng một hơi, há, ta thủ nhà kho. Lâm Sát nhíu mày, nhà kho một mực là lão Triệu phụ trách, ngươi đi theo Trương Vân, như thế nào đi thủ nhà kho? Trần Mộc giật mình trong lòng, xong đời, muốn bại lộ. Khốn nạn đồ chơi. Trương Vân chính hắn người đều không quản lý tốt, còn dám hướng dưới tay người khác trộn lẫn hạt cát. Đặt ta đây chơi ẩn núp đâu. Ta trở về thì đem hắn tỉ cho ngưng. Lâm Sát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Trần Mộc. Được thôi, ngươi có thể nghĩ thông suốt là được. Không đúng rồi, ngươi như thế phế, lão Triệu như thế nào không phát hiện được. Lâm Sát lông mày lại vặn. Không biết a. Trần Mộc cũng không biết làm sao cãi chày cãi cối. Lâm Sát nhìn chằm chằm Trần Mộc, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngay tại Trần Mộc nhìn không được muốn cho hắn một hạt sen sắt thời điểm, một đạo la lên từ mặt sông truyền đến. Anh rể, ngươi làm sao bản thân chèo thuyền? Mau tới ta đây. Cách đó không xa một đầu tàu nhanh bên trên, Trương Vân hô to gọi nhỏ đối Lâm Sát kêu gọi. Lâm Sát sắc mặt tối sầm. Vì cái gì bản thân chèo thuyền? Kia mẹ nó còn không phải bởi vì ngươi a, nói dùng sức lắc 2 lần thuyền mái chèo, hướng về phía trước tàu nhanh tới gần. Đây chính là Trương Vân. Trần Mộc híp mắt nhìn về phía hô to gọi nhỏ cao gầy bóng người. Trong tay lặng lẽ meo meo nắm một viên hạt sen sắt. Tại Lâm Sát buông xuống thuyền mái chèo, chuẩn bị nhảy thuyền lúc. Ô! Giống như một sợi giang phong thổi qua. Phù phù! Đối diện trên thuyền người chèo thuyền ngửa mặt ngã vào trong sông. Nhanh nhanh nhanh! Đại ca, truy binh tới rồi! Đáng chết Chu Y Cát, Lâm Sát mắng to, lập tức cua lấy một mái chèo, 2 tay như vòng. Liều mạng chèo thuyền. Trần Mộc lập tức buông lỏng một hơi. Lúc này cũng không thể cùng Trương Vân chạm mặt. Hai bên một đôi trì, kia chẳng phải lộ tẩy sao? Chờ lên Bạch Hổ Đường tổng đường thuyền lớn, chỉ cần thừa dịp nhiều người lộn xộn, lặng lẽ giấu vào khoang tàu, vạn sự đại cát. Lâm Sát bị đột nhiên xuất hiện tập kích kích thích, liều mạng chèo thuyền. Hắn luyện hình thuật đại thành, lực bộc phát 10 phần. Trong lúc nhất thời lại vạch ra một loại mô to thuyền cảm giác. Tàu nhanh đằng trước hơi vểnh, mang theo một dải màu trắng bọt nước, tấn mãnh phóng tới Tháp Hà Thượng Du. Sớm lên đường 7-8 đầu tàu nhanh, lại bị từng cái siêu việt. Đại ca tốt. Ngậm miệng. Được rồi. Một chiếc hơn 50 mét thuyền lớn lặng yên xuất hiện, lẳng lặng giấu ở Tháp Hà trung gian. Nhìn thấy thuyền lớn, Lâm Sát không khỏi buông lỏng một hơi, cuối cùng đến nhà. Bạch Hổ dưới thuyền lớn, Lâm Sát nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên thuyền. Sau lưng thủ hạ vậy lần lượt nhảy lên. Trần Mộc không có nhảy, hắn lề mà lề mề, ghé vào phổ thông trong bang chúng ở giữa, thuận thang dây bò lên trên bông tàu. Tối nay hành động không thuận, tử thương thảm trọng, hơn nửa đêm vào xem lấy đào mệnh. Giờ phút này trở lại thuyền lớn, bang chúng từng cái không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Trần Mộc cấp tốc dò xét hoàn cảnh. Bốn phía một mảnh đen kịt. Mấy cái cấp tốc lại gần tuần tra đệ tử cũng không đèn lồng. Hiển nhiên là vì bảo trì bí ẩn. Trần Mộc thừa cơ trốn ở hò hét ầm ĩ bang chúng sau lưng, lặng yên đi hướng một nơi gần nhất khoang cửa vào. Trốn trước, chờ những người này vậy tiến vào khoang bịt kín không gian, liền lập tức phóng thích mê thần khói. Dừng lại. Ngươi nghĩ đi đâu? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trần Mộc vừa mở ra cửa khoang tay không khỏi hơi ngừng. Quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Lâm Sát âm lạnh ánh mắt. Xem sớm ngươi không thích hợp. Ngươi là Tạ Thắng người a. Theo Lâm Sát tiếng nói rơi xuống đất, mới vừa rồi còn ngã trái ngã phải bang chúng lập tức đứng lên. Từng cái mặt không cảm giác nhìn về phía Trần Mộc. Thân là kinh hồng bang bang chúng, lại sẽ không chèo thuyền. Tạ Thắng mắt, tỷ lệ lớn là mù. Một đám bang chúng lập tức làm càng cười to. Lúc đầu ngươi là có thể sống. Ta không ngại giữ lại ngươi cho Tả Thắng ngột ngạt. Lâm Sát bình tĩnh nói. Đáng tiếc ngươi thời vận không đủ. Hắn đêm nay mọi việc không thuận. Mang đi ra ngoài tinh nhuệ thủ hạ còn tử thương hơn phân nửa, đã sớm tức sôi ruột. Đem hắn ném trong nước cho cá ăn. Lâm Sát thản nhiên nói, ngẫu nhiên liền xoay người khoát tay, lái thuyền. Một cái tiểu lâu la không đáng hắn tốn hao tinh lực. Bạch Hổ Đường gần nhất tổn thất quá lớn, hắn được ngẫm lại đối phó thế nào tiếp xuống cục diện. Tiếp tục chiêu tân. Lần trước vừa tuyển vào người, vẫn chưa hoàn toàn thăm dò tiêu hóa, hiện tại lại chiêu. Được rồi, chiêu liền chiêu đi. Lâm Sát thở dài, chậm rãi đi hướng phòng thuyền trưởng, Bạch Hổ Đường sinh ý địa bàn không thể thụ ảnh hưởng. Ô. Đột nhiên, trầm thấp khiếu âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. À. Liên tiếp ngắn ngủi kêu thảm ngút trời. Lâm Sát đầu đột nhiên phía bên trái bị lệch. Phốc. Một viên hạt sen sắc sát vành tai bay qua, tại phía trước trên cửa gỗ lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Lâm Sát bỗng nhiên quay đầu. Hơn 10 bang chúng toàn bộ che lấy ngực trái ngã xuống đất. Em vợ của hắn Trương Vân vậy co quắp trên mặt đất, huyết dịch không cầm được từ miệng trong mũi tràn ra. Ba cái đường chủ từng cái mang thương. Đầu vai trên cánh tay huyết dịch ào ạt. À. Lâm Sát nhếch miệng cười một tiếng. Ánh trăng chiếu dịu lấy miệng đầy xám trắng răng, còn là một cao thủ. Hắn lạnh lùng nhìn xem nằm một chỗ thủ hạ. Phế vật. Hắn đối đám này thủ hạ thất vọng đến cực điểm. Xem ra là bản thân ngày thường yêu cầu quá rộng rãi. Từng cái hết ăn lại nằm, ăn cơm bản sự đều đã quên. Trần Mộc mặt không cảm giác nhìn xem Lâm Sát. Hắn không muốn động thủ. Hắn chỉ muốn tìm Lâm Sát đơn độc tâm sự. Đem giữa bọn hắn hiểu lầm giải khai. Không phải liền là đưa chút nhi lễ à, vì an ổn sinh hoạt. Nên bỏ bớt, nên hoa. Nhưng này giúp người vậy mà một đợt động thủ. Còn muốn bắt hắn đi cho cá ăn. Kia nước nhiều lạnh rồi. Đêm hôm khuya khoắt. Bắt người cho cá ăn. Quá tàn bạo rồi. Trần Mộc chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. May mắn hắn một mực không có kéo xuống ném kỹ năng độ thuần thục. Cho dù mỗi ngày số lượng không nhiều, vẫn như cũ bị hắn chậm rãi lá gan đến tứ giai. Hạt sen sắc nhiều bày phát công có thế. Một thanh ném ra, mỗi một khỏa đều mang có thể mang đi một cái mạng. Mới vừa rồi bị nhiều người như vậy vây quanh. Trần Mộc sợ hãi cực rồi. Hắn chính là nhất an phân thủ mình tiểu thí dân, cái nào gặp qua loại tràng diện này. Không hề nghĩ ngợi liền tung ra một thanh hạt sen sắt. Nhìn xem nằm một chỗ ban chúng. Trần Mộc trong lòng tràn đầy may mắn. Độ thuần thục chắc là sẽ không gạt người. Lâm Sát chậm rãi ngẩng đầu, mang trên mặt ý cười, đáy mắt lại tràn đầy sát ý, xem ra ngươi không phải Tả Thắng người. Chu Y Cát gia đại nghiệp đại, chết cá biệt người, chắc hẳn cũng không đau lòng. Lâm Sát từ sau hông rút ra hai thanh cánh tay dài ngắn đao. Không, ngươi tại sao có thể là Chu Y Cát người đâu, ngươi chính là Tả Thắng người. Lâm Sát sâm nhiên cười nói, kinh hồng bang các đường ở giữa tỷ thí với nhau, thu lại không được tay tử thương một hai, đó cũng là rất bình thường, đúng không? Ha. Chu Y Cát thì sao? Cường Long không ép địa đầu xa. Hắn không tin Chu Y Cát sẽ vì một cái tiểu tốt tử, rồi cùng kinh hồng bang khai chiến. Chương 65, Cống Hiến. Nghĩ rõ ràng giết người kết quả, Lâm Sát nhếch miệng cười to, hai chân một trước một sau, phía sau lưng cong lên. Bắp thịt toàn thân chớp mắt co vào kéo căng, cả người như một tấm kéo căng dây cung đại cung. Hắn khổ luyện gia truyền huyền báo luyện hình thuật 20 năm, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, 30 tuổi dịch tủy đại thành, nhảy lên trở thành kinh hồng bang đều biết cao thủ. Một tay song đao lăng lệ tàn nhẫn, uy chấn kim thủy giang. Đây mới là hơn 30 tuổi liền chấp chưởng một đường nguyên nhân chỗ. Bí thuật răng. Băng. Cả người hắn giống như mũi tên. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở thường nhân ánh mắt. Trần Mộc chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái, hai đạo sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước người. Đao quang giao nhau, giống như ngân tiễn, mang theo lạnh lẽo khí tức, cắt hướng yết hầu. Lần này tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường dịch tủy, để Trần Mộc căn bản không kịp thả mê thần khói. Trong điện quan hỏa thạch, trong thời gian ngắn mấy vạn lần khổ tu luyện hình thuật thành quả hiển hiện. Đao quang tự như thả chậm vô số lần, Trần Mộc thân ảnh giống như trang giấy. Thân thể mềm nhẹ hướng Nhiên hậu phương bay xuống. Tiếp lấy chân trái phát lực, phía bên phải bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra. Phốc! Chất gỗ cửa khoang bỗng nhiên gãy thành hai nửa. Trần Mộc thanh âm xuất hiện ở bông tàu biên giới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phế phẩm cửa khoang. Nếu là hắn vừa rồi không có tránh thoát, đầu đã dọn nhà. Ô! Có thể tránh đủ đi. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sẽ phản kháng, mới có ý tứ a. Lâm Sát hai tay linh xảo kéo cái đao hoa. Ta thích ăn nhất cá lát, vậy am hiểu ăn cá lát, bởi vì ta đao đủ nhanh. Ngươi biết không? Ta không chỉ có thể cắt ra trong suốt lát cá, còn có thể cắt đứt sở hữu tươi non thịt cá lúc. Để kia cá bất tử. Đao của ta thật sự rất nhanh. Lâm Sát hai mắt tràn đầy ác ý nhìn về phía Trần Mộc, chờ ta cắt xong, ngươi cũng sẽ không chết. Bí thuật răng. Lâm Sát thân ảnh đột ngột biến mất, trống rỗng xuất hiện ở Trần Mộc bên người. Song đao giống như kim mây, linh xảo đâm về phía ngực trái xương sườn khe hở. Một khi đánh trúng, ngay lập tức sẽ có thể xé ra da thịt, xuyên qua xương sườn, thẳng cắt trái tim. Trần Mộc bản năng vận chuyển hồng chuẩn xê dịch thức. Thân thể giống như linh xảo yến chim cắt, thuận đối phương đao phong phiêu đãng lui lại. Lâm Sát cười ha ha, xuất đao như điện. Đao trí mạng. Trần Mộc lại giống như dưới ánh mặt trời một hạt bụi nhỏ, nhẹ nhàng tránh né lấy thời khắc chụp vào bàn tay của hắn. Mà ở loại kinh hiểm này thời khắc, Trần Mộc não hải lại lâm vào một loại kỳ quái yên tĩnh, giống như hồ phẳng lặng không gợn sóng. Đón Lâm Sát không chút kiên kỵ tiếu dung, hắn cảm giác trái tim thật giống như bị người nắm chặt bình thường. Loại này trần trụi ác ý, loại này cùng hung cực ác ánh mắt, để hắn không rét mà run. Hắn lần thứ nhất kiến thức loại này chân chính trên ý nghĩa ác nhân. Trước kia gặp phải nhiều lắm là xem như ác ôn. Người trước mắt này mới là từ trong tới ngoài đều hỏng thấu đại ác nhân. Đem người làm cá. Còn muốn sống sờ sờ cắt miếng. Trên đời lại có loại người này. Quá đáng sợ. Được chơi chết hắn. Tự nhiên nghe tới phát súng lệnh chạy người. Trong lòng nghĩ nhất định nháy mắt, Trần Mộc sở hữu kỹ năng đều bị được triệu tập. Lòng bàn chân phách lực hiển hiện, vốn là mau lẹ thân ảnh lần nữa gia tốc. Hai tay hàng quang lóe lên, hai thanh đoạn kiếm đột ngột xuất hiện. Càn khôn một kích. Càn khôn một kích. Càn khôn một kích. Đinh 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 đinh. Mũi kiếm cùng lưỡi đao va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Công thủ nháy mắt chuyển biến. Trần Mộc hóa thành một đầu bóng đen, vòng quanh Lâm Sát không ngừng xoay tròn. Tụ lý kiếm xuất quỷ nhập thần, chín đòn liên tục đâm. Lâm Sát sắc mặt đại biến. Hắn chỗ nào nghĩ đến, mới vừa con cừu nhỏ, đột nhiên liền biến thành lão sói xám. Hắn đem hết toàn lực duy trì xuất đao tần suất. Bởi vì chỉ cần chậm hơn một tia, hắn cũng sẽ bị mũi kiếm đánh trúng. Keng. Hỏa hoa bùng lên. Lâm Sát trái tim đều lọc nửa nhịp. Đao, đoạn mất. Chờ một chút. Càn khôn một kích. Càn khôn một kích. Càn khôn một kích. Phốc phốc phốc. Vô số huyết động đồng thời xuất hiện. Lâm Sát nháy mắt liền bị đâm thành cái sàng. Trần Mộc thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng thối lui xa 10 mét. Hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh. Chợt mày nhăn lại, hắn lời mới vừa nói sao? Hẳn là nghe lầm. Ha! Lại giết chết tên ác nhân. Thu hồi tụ lý kiếm, sờ soạn một cái trán mồ hôi rịn, Trần Mộc một mặt yên vui, Nam Dương Phủ, càng an định. Trên bông thuyền, còn sót lại ba vị đà chủ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Sự tình phát sinh quá nhanh. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhảy hướng vô biên mặt sông. Trần Mộc thu liễm ý cười, tay phải lóe lên. Ô! Ba cái hạt sen sắc bay ra. Phanh! Gần như đồng thời, máu tươi giữa không trung nở rộ. Tứ giai hạt sen sắc mang theo kịch liệt luồng khí xoáy, xé rách ba người nửa bên cái cổ. Nháy mắt mang đi ba tính mạng người. Trần Mộc quay đầu dò xét nằm một chỗ thi thể, đột nhiên ý thức được một vấn đề. hắn ta không biết bơi thuyền, hắn làm như thế nào trở về? Đen nhánh trong khoang thuyền. Trương Diệp lăn qua lộn lại ngủ không được. Lúc trước hắn đều là trên đất bằng lẫn vào, đột nhiên lên thuyền, ngất ngất ngây ngây thực tế không quen. May mắn hắn không say sóng, không phải hắn tiểu đầu mục này coi như không được. Cùng Thanh Sơn huyện nhất ban chi chủ so sánh, thống lĩnh 30 người tiểu đầu mục hiển nhiên kém rất xa. Nhưng Trương Diệp ngược lại tràn ngập chờ mong. Bạch Hổ Đường là hắn cố ý gia nhập. Bởi vì đoạn thời gian trước tao ngộ thế lực đối địch đã kích, hai cái đà chủ bị giết. Cơ hội cái này không liền đến sao? Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, thắng được đường chủ tín nhiệm, lấy hắn dịch cốt thực lực, rất nhanh liền có thể trở thành trưởng quản mấy cái thuyền lớn trên dưới 100 hào tiểu đệ đà chủ. Đến lúc đó tung hoành kim thủy giang, kia được nhiều uy phong. Nhớ ngày đó tại Thanh Sơn huyện, tuy nói là nhất ban chi chủ, có thế thời gian lại nước sôi lửa bỏng. Thỉnh thoảng sẽ bị thuốc người ngã. Tiện tay quỷ đầu đại đao đều bị người sờ vuốt đi. Thật sự là mất mặt vô cùng. Hiện tại được rồi, mặc dù thích ứng trên thuyền sinh hoạt hơi có chút mệt khó. Nhưng tối thiểu sẽ không lại gặp được cái kia bắt lấy hắn hạ dược bệnh tâm thần rồi. Chính may mắn lấy tự mình lựa chọn, một cổ quen thuộc men say lóe lên trong đầu. Trương Diệp. Ngươi mẹ nó đủ a. Thời khắc hấp hối, Trương Diệp lòng tràn đầy bên trong đều là ủy khuất, ta đều chạy đến Nam Dương phủ rồi. Bệnh tâm thần a. Cái gì bệnh tâm thần? Trần Mộc Hồ nghi dò xét mấy cái đóng chặt cửa phòng khoan, thanh âm còn có một chút quen. Nghe lầm nghe lầm. Làm sao có người có thể chống cự mê thần khói đâu? Trần Mộc đi đến trước cửa kho hàng, hắc hắc, tiếp xuống chính là rất được hoan nghênh thu hoạch thời gian. Đào Hóa phường một tòa 2 vào trong đình viện. Tạ Thắng ngồi ở đen nhánh trong phòng, mượn nguyệt quang hồ nghi nhìn về phía một bên mắt nhỏ hán tử. Ngươi xác định Bạch Hổ Đường động thủ? Hắn đều ở nơi này đợi nửa đêm, một chút động tĩnh cũng không có. Cái này. Bạch Hổ Đường thuyền lớn xác thực tiến vào tháp hà. Mắt nhỏ một mặt làm khó, hảo thủ tinh nhuệ cũng đều từ bí mật trên bến tàu bờ. Chẳng lẽ Bạch Hổ Đường không phải hướng về phía Thanh Phong tán đi? Lời này hắn cũng không dám nói. Tạ Thắng chau mày, hắn vậy phát giác khả năng xảy ra vấn đề. Tỉ mỉ hồi tưởng. Bản thân vị kia tiện nghi sư huynh tuy nói có chút thực lực, nhưng bình sinh chưa hề cùng chế dược sư dính dáng. Ngược lại là có một tay nhường cho người kinh diễm họa kỹ. Thanh Phong tán loại này cấp cao kim sang dược, làm sao cũng không thể xuất từ tay đối phương. Chỉ nghĩ tìm lâm sát phiền phức, không có tỉ mỉ suy nghĩ tiền căn hậu quả. Xúc động a. Về đi. Tạ Thắng thở dài một hơi. Vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới từ gốc rễ bên trên liền sai rồi. Bạch Hổ Đường một số đông người viên vào thành, đoán chừng lại là đi làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Đáng tiếc người một nhà phán đoán sai lầm. Không phải cho dù không có Thanh Phong tán, cũng có thể thuận thế bắt lấy đối phương chân ngựa, đủ Bạch Hổ Đường khó chịu một hồi. Tạ Thắng đứng dậy, dẫn đầu đi ra trạch viện. Vừa đi ra cửa sân, ngẩng đầu liền thấy một cái người áo xám từ góc đường đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, trăng sáng sao thưa, đối phương tư thái khoan thai, đặt chân im ắng, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ nhường cho người phát lạnh quỷ dị. Ánh trăng chiếu sáng đối phương bên mặt, đạm mạc vẻ mặt, từng tia sát ý bộc lộ. Tạ Thắng trái tim hung hăng một nhảy, thân hình bỗng nhiên tại nguyên chỗ, vội vàng ôm quyền hành lễ, Trần sư huynh. Trần Mộc. Vừa giết một đám người, trở về liền đụng phải người quen. Trần Mộc trong đầu lập tức một hư. Nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Tạ Thắng. Bầu không khí dần dần ngưng kết. Chú ý tới Trần Mộc nhiễm vết máu dày mặt, Tạ Thắng nheo mắt. Là cái nào kẻ xui xẻo, lại rơi xuống vị này tay phải bên trong. Tạ Thắng nhẹ nhàng tằng hắn một cái, sư đệ ta cơm tối ăn nhiều. Đi ra ngoài tản bộ. Sư huynh có việc không cần để ý ta, ngài xin cứ tự nhiên. Trần Mộc liếc mắt treo cao minh nguyệt. Khuya khoắt mang theo mấy chục tiểu đệ đi tản bộ. Chật chật. Mặt không biểu tình gật đầu, Trần Mộc thản nhiên theo đối phương trước mắt đi qua. Tạ Thắng nhìn xem Trần Mộc biến mất ở cuối phố, nhẹ ra một hơi. Nhìn không được gãi da đầu một cái, tràng diện này làm sao giống như đã từng quen biết a. Chương 66, Dư vị. Đại lương năm 640, ngày 23 tháng 4. Tháp Hà bờ Bắc, trong một rừng cây, gió nhẹ quét, lá liễu phiêu đảng. Rừng liễu về sau, một tòa tầng hai lầu gỗ như ẩn như hiện. Trần Mộc ngồi ở lầu hai cửa sổ, lẳng lặng dò xét trắng xóa không nhìn thấy bờ mặt sông. Trong tay hắn ôm cái chén gỗ, bên trong chứa màu nâu thuần hậu đồ uống, một cổ mang theo nhàn nhạt mùi thuốc mùi sữa khí tỏa ra. Đây là hắn dùng bổ khí dược liệu điều chế đặc chất trà sữa. Cảm giác thuần hương, dinh dưỡng phong phú. Trần Mộc ngồi dưới cửa dài mảnh bàn đọc sách về sau, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên khoan thai uống trà. Lúc này đã là hắn trong đêm tập kích bạch hổ thuyền lớn sau ngày thứ năm. Đêm đó hắn liền vứt bỏ Đào Hóa phường Trạch Viện. Tiền thuê nhà đều không lui, trong đêm thu thập đồ vật rút lui. Nơi đây lầu gỗ Trạch Viện là xin nhờ giới giáp thuê. Chính hắn không dám lộ diện, sợ bị tìm hiểu nguồn gốc, lần nữa tìm tới cửa, Tạ Thắng chính là Kinh Hồng Bang a. Trần Mộc âm thầm trầm tư, đêm đó hắn xuất hiện ở Đào Hóa phường, cũng là hướng ta tới. Đầu tiên là Bạch Hổ Đường Lâm Sát, tiếp lấy lại là Tạ Thắng. Thanh Phong tán không thể bán a. Trần Mộc thở dài. Thật vất vả tìm kiếm tiền kiếm sống, kết quả bị người ngấp nghé. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Chu Y Các thay hắn cổng nội, đêm đó bị Lâm Sát dẫn đội vây giết người chính là hắn. Nghĩ đến Chu Y Các tao ngộ, Trần Mộc sắc mặt cổ quái. Không chỉ có nhà mình Hoàng Long tán bị phỏng chế, còn không duyên cớ thụ liên lụy, thay Trần Mộc cản tai. Giới giáp, ngươi nghiệp chướng nặng nề a. Trần Mộc giả mù sa mưa cảm thán. Sự tình tạm thời hẳn là đi qua. Trần Mộc không xác định nghĩ đến. Trần Mộc mấy ngày nay thành thật ở tại bên trên Lâm phường nhà mới bên trong, sợ Kinh Hồng Bang tìm phiền toái. Làm Nam Dương phủ đệ nhất đại bang, trong vòng một đêm Bạch Hổ Đường tinh nhuệ mất hết. Đường chủ Lâm Sát, bốn vị đà chủ, còn có mấy chục cốt cán bang chúng toàn bộ tử vong. Chỉ chừa một đám lâu la tiểu đệ. Kinh Hồng Bang làm sao có thể không giận. Kim Thủy Giang thần hồn nát thần tính, thuyền con qua lại đều bị kiểm tra làm khó dễ. Nam Dương phủ thành tri phủ không thể không ra mặt trấn an, này mới khiến Kinh Hồng Bang yên tĩnh xuống. Vụng trộm đoán chừng còn có dư âm. Trần Mộc mang theo lo lắng nghĩ đến. Vẫn là trung thực ở nhà soát độ thuần thục đi. Không phải liền là tiếp tục trạch lấy à. Vẫn là nhìn xem thu hoạch lần này đi. Một chuỗi khó đọc chú ngữ đọc lên. Khói đen tràn ngập, trên mặt bàn xuất hiện một nửa mét dài cánh tay cao nước sơn đen hòm gỗ. Là 5 ngày trước, hắn từ Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn mang đến. Hòm gỗ đến từ một gian trang trí sửa chữa khảo cứu xa hoa khoang, tỷ lệ lớn thuộc về Lâm Sát tư nhân cất giữ. Mấy ngày nay vội vàng phòng cho thuê dọn nhà, còn chưa kịp tới tỉ mỉ xem xét. Mở ra hòm gỗ, một xấp ngân phiếu trước hết nhất khắc sâu vào tầm mắt. 13.200 lượng. Trần Mộc hít sâu một hơi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy ngân phiếu. Linh Sa Hoàng, Thanh Phong tán mỗi tháng có thể cho hắn mang đến ước chừng 300 lượng bạc. Hắn không ăn không uống không tốn phí cũng được tích lũy 4 năm. Phát tài. Trần Mộc thu hồi ngân phiếu tiếp tục lật. 3 cái nắm đấm lớn bình sứ trắng, một khối quả dứa lớn nhỏ màu xám tảng đá, 2 bản sổ sách, 7 cái khế nhà. Sổ sách không dùng. Khế nhà có 3 gian cửa hàng, 4 gian nhà dân. Có lẽ có thể để giới giáp xử lý tiền mặt. Lão nhân này con đường nhiều con đường giả, nhất định có thể xử lý loại này tang vật. 3 cái nắm đấm lớn bình sứ trắng không dám tùy tiện mở ra, liền sợ có cái gì tính bốc hơi kịch độc. Thu vào ngũ quỷ túi một cái bịt kín gian phòng, khống chế âm hồn người giấy mở ra nắp bình. 2 cái trong bình chứa lấy giống nhau đồ vật, một loại màu đỏ dược hoàng, nho lớn nhỏ, mỗi bình 10 hạt, không biết tác dụng. Một cái bình khác chứa lấy 6 khỏa củ lạc lớn màu nâu dược hoàng, cũng nhìn không ra trò gì. Trần Mộc cắt đổ ra một hạt để lên bàn. Nhẹ nhàng vỗ không khí, nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Chế dược thuật ban cho nhạy cảm khứu giác, để hắn đối 2 loại dược hoàng có đại khái suy đoán. Màu đỏ thiên về bổ sung khí huyết, chẳng lẽ là nuôi phách dùng thuốc bổ. Trần Mộc hai mắt tỏa sáng. Nuôi phách gian nan. Bí dược lại bị đại lương hoàng tộc cùng thế gia khống chế. Người giang hồ tán nhân cũng bị bức ra các loại biện pháp. Chính Trần Mộc đều dùng dược vật phối trí dinh dưỡng sữa bò. Luôn có người tài ba suy nghĩ ra tăng cường khí huyết phương pháp. Đỏ dược hoàng có lẽ chính là trong đó một loại. Hẳn là còn có rất nhiều cùng loại thuốc bổ. Trần Mộc bây giờ quyết định, có cơ hội nhất định phải sưu tập một lần. Chỉ cần tìm đến một hai khỏa hàng mẫu, hắn liền có thể dựa vào chế dược thuật thôi diễn phỏng chế. Liền có thể trở thành hắn nuôi phách tư lương. Màu nâu dược hoàng liền đơn giản nhiều, hắn cái mũi vừa nghe, tinh tế nhất phẩm, phối phương liền bị hắn suy nghĩ cái 7-8 phần. Chỉ là càng suy nghĩ, Trần Mộc sắc mặt lại càng cổ quái. Phiên bản cổ đại lam dược hoàng. Khá lắm. Lâm Sát bề ngoài một bộ uy võ hùng tráng bộ dáng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dược hiệu ôn hòa, bồi nguyên cố bản, sinh sôi dương khí, còn không thương thân, tốt đồ vật. Đáng tiếc không dùng được. Bán cho giới giáp. Đúng, bán cho giới giáp. Hắn tóc bạc, khẳng định dùng tới được. Trần Mộc cười hắc hắc đem bình thuốc cất kỹ. Cuối cùng dò xét xám xịt tảng đá. Có thể bị Lâm Sát bỏ vào hòm gỗ, nhất định là một loại nào đó trân quý khoáng thạch. Thu lại, có rảnh lại suy nghĩ. Kim Thủy Giang Bờ, Nam Dương Phủ Xương Thủy Bến Tàu, Kinh Hồng Bang Tổng Đường Lâu Thuyền bên trong. Kinh Hồng Bang Bang Chủ Kim Ngộ Đoạn ngồi thượng thủ. Một tấm mặt béo bên trên từ đầu đến cuối mang theo hiền lành tiếu dung. Có thể ngồi ở dưới tay hai bên kiệt ngạo tráng hán, lại lớn khí cũng không dám thở. Kim Ngộ Đoạn nhìn xem như cái phúc hậu thương nhân, thực lực tại Nam Dương Phủ nhưng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chính là vị cao thủ này tồn tại, mới khiến cho Kinh Hồng Bang một mực chiếm cứ Kim Thủy Giang. Bên cạnh hắn trên bàn trà bày biện một cái khay, bên trong lấy một thanh đoạn đao. Kim Ngộ Đoạn ngón tay lại chỗ đứt vuốt ve, hảo kiếm pháp. Chu Y Các không thừa nhận giết Lâm Sát. Dưới tay bên trái một cái hơn 50 lão giả cung kính nói. Chu Y Các nhưng không có loại này sử dụng kiếm hảo thủ. Kim Ngộ Đoạn gật đầu. Chu Y Các còn nói Lâm Sát vô cớ công kích Chu Y Các đồn bốt, để chúng ta cho cái thuyết pháp. Gầy gò lão giả nói tiếp. Không cần để ý hắn. Kim Ngộ Đoạn không thèm để ý chút nào khoát tay, ta sẽ tự mình đi tìm Trương Khánh Hòa cố gắng nói chuyện. Đông đảo đường chủ thần sắc lập tức trung lên. Trương Khánh Hòa chính là Nam Dương Phủ Chu Y các chủ, Nam Dương Phủ 3 đại cao thủ một trong. Hai người đụng nhau, sợ rằng sẽ là một trường ác đấu. Tràng tranh chấp này, đối Kinh Hồng Bang, đối Nam Dương Phủ đều sẽ sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Lâm Sát vì bản thân tư lợi, tự tiện công kích Chu Y Các, chết rồi vậy gieo gió gặt bão. Kim Ngộ Đoạn cười tủm tỉm. Bất quá chung quy là ta Kinh Hồng Bang một đường chi chủ. Chu Y Các cục diện rối rắm ta giúp hắn giải quyết. Mặt khác tuyên bố treo thưởng, cung cấp Lâm Sát tử vong manh mối, 1 vạn lượng. Tìm tới hung thủ, 2 vạn lượng. Đầu người, 5 vạn lượng. Kim Ngộ Đoạn nụ cười trên mặt thu liễm, lần lượt nhìn xem đông đảo đường chủ, trở về chỉnh đốn ban quy, ước thúc thủ hạ, không được làm sằng làm bậy. Ít ngày nữa sẽ có đại nhân vật đến, Nam Dương Phủ không thể loạn. Vâng. Chúng đường chủ không người tuân mệnh. Tạ Thắng ngồi ở cuối cùng, tương tự ôm quyền phụ họa. Nghĩ đến vừa rồi kia kết xù treo thưởng, trong lòng không nhịn được ý động. Hồi tưởng Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn thảm trạng, Tạ Thắng cau mày. Hạt sen sắt bắn chụm, đoạn kiếm đâm giết. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc. Thanh Sơn huyện Thiên Sơn đạo nhân chính là chỗ này a chết. Hắn không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó ngẫu nhiên gặp. Sư huynh a, ngươi làm tốt đại sự, thật là để cho ta làm khó. Hắn muốn kết xu tiền thưởng, đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn kiên kỵ. Lâm Sát vừa phái người chầm chầm hắn ngọn, liền nên đón đối phương bạo liệt phản kích. Bạch Hổ Đường nói diệt liền diệt, loại này không hề cố kỵ lối làm việc, để Tạ Thắng trong lòng rụt rè. Được rồi, còn chưa phải chọc cái này sát tinh rồi. Tạ Thắng không khỏi lắc đầu, thà rằng như vậy, còn không bằng ngẫm lại như thế nào từ Bạch Hổ Đường được lợi. Hắn quay đầu nhìn về phía đối diện đồng dạng ngồi ở cuối cùng mặt đen tráng hán. Trương Diệp, nguyên Thanh Sơn huyện Bạch Lãng Bang Bang Chủ, hiện Bạch Hổ Đường Đường Chủ, một cái nhường cho người ao ước ghen tị kẻ may mắn. Bạch Hổ Đường tinh nhuệ chết hết, dán lùng bên trong nhổ tướng quân, Trương Diệp mơ mơ hồ hồ liền thành một đường chi chủ. Liền Liên Tả Thắng cũng nhịn không được đố kỵ. Đối phương đồng dạng xuất thân Thanh Sơn huyện, lại thực lực không đủ, chính cần ngoại viện, giờ phút này nếu như có thể cùng hắn liên hợp lại. Tả Thắng hiếp mắt mỉm cười. Chương 67, khó. Nam Dương Phủ, Thượng Lâm Phường. Rộng lớn trạch viện phía tây có cái bát giác đình nghỉ mát, bốn phía vần quanh nhân công đào móc hồ nước. Ao nước thông qua đường hầm dưới lòng đất kết nối cách đó không xa tháp hà, chậm chậm lưu động. Thủy chất ưu lương, thanh tịnh thấy đấy, ngẫu nhiên có thể thấy được cá bơi dưới đáy nước toán loạn. Trần Mộc người mặc áo xám trường sam, tóc dùng vải xám quấn quanh buộc lên. Hắn lưng tựa lập trụ, ngồi ở đình nghỉ mát biên giới ghế dài. Đùi phải khoác lên chân trái đầu gối. Sau đó ông chân phải một bữa khoa tay. Móc xong chân phải móc chân trái. Trần Mộc thở dài, phách lực không tốt nuôi a. Từ khi luyện thành phách lực, mỗi ngày thu hút đồ ăn phối hợp cân đối, bổ dưỡng dược thiện không ngừng, ngày bình thường sẽ còn thỉnh thoảng uống cố ý điều chế sản phẩm về sữa tươi. Lại thần ý đồ phối hợp hô hấp pháp chưa hề gián đoạn. Có thế một tháng quá khứ, như hạt đậu nành phách lực không thay đổi chút nào. Đình nghỉ mát bên dưới bên cạnh cái bàn đá giới giáp một mặt ghét bỏ, phách lực có thể du tẩu toàn thân, ngươi tại sao phải lay lấy chân nhìn. Trần Mộc khẽ giật mình, một mặt xấu hổ, ta đã quên. Giới giáp. Trần Mộc như không có chuyện gì xảy ra mặt với giày, đem phách lực dời đi lòng bàn tay, tiếp tục quan sát. 100 năm thật có thể nuôi phách đại thành. Trần Mộc cảm giác sâu sắc hoài nghi, luyện thành cũng mau chết rồi đi. Có thế. Giới giáp cúi đầu thản nhiên nói, có chết hay không, ngươi luyện thành liền biết. Giáp phách còn có thể kéo dài tuổi thọ không thành. Trần Mộc hứng thú. Giới giáp lại ngậm miệng không nói. Trần Mộc nhún nhún vai cũng không để ý, bây giờ muốn những này còn quá xa. Hiện tại hắn quan tâm hơn như thế nào nuôi phách. Có phải là chỉ có du phách sơ kỳ tích lũy chậm như vậy? Muốn hậu tích bạc phát? Vẫn luôn chậm như vậy. Giới giáp không nhanh không chậm xoa xoa ngân châu, ngươi kia là chậm hơn thêm chậm. Hồng chuẩn luyện hình thuật không là bình thường lậu a. Trần Mộc thất vọng thở dài. Du phách là giáp phách nguồn suối. Luyện hình thuật kém, du phách còn kém. Hiệu quả thấp, tích lũy tốc độ chậm. Không có bí dược rút ngắn tích lũy thời gian, 100 năm bên trong tuyệt không có khả năng dưỡng thành giáp phách. Còn có một chút. Giới giáp liếc mắt Trần Mộc, 100 năm nuôi phách có ý tứ là, ngươi nhất định phải tại 100 tuổi trước đó luyện thành giáp phách. Mà không phải nói chỉ cần tu luyện 100 năm, liền có thể luyện thành giáp phách. Đây không phải miêu tả, là yêu cầu, là điều kiện. Trần Mộc lập tức khẽ giật mình. Hắn vẫn cho là những lời này là đối tu luyện khái quát. Luyện hình muốn 10 năm tài năng đại thành, luyện phách được 100 năm. Cần phải theo giới giáp thuyết pháp, đó chính là muốn võ giả tại 100 tuổi trước đó, hoàn thành luyện hình, tu thành giáp phách. Thậm chí nhìn giới giáp thái độ, cái này còn chỉ tính là tuyến hợp lệ. Nhìn xem mảy may không có tiến triển phách lực, Trần Mộc một mặt hoang đường, quá bất hợp lý đi. Ngươi biết bình thường võ giả, luyện hình đại thành phải bao lâu sao? Giới giáp bình tĩnh hỏi. 30 năm qua, chết trong tay ta người, luyện hình đại thành người tổng cộng 246. 26 năm, đây là luyện hình đại thành giá trị trung bình. Ngắn nhất một cái 5 năm, thế gia đích hệ tử đệ. Dài nhất một cái 47 năm, giang hồ tán nhân. Trừ phi ngươi có đạo cốt. Trần Mộc lập tức sững sờ ở nguyên địa. 26 năm. Lâu như vậy. Vẫn chỉ là luyện hình đại thành. Đằng sau còn có cái 100 năm nuôi phách. Không đúng, phải gọi 100 tuổi nuôi phách. Thực tế nuôi phách thời gian, dài nhất cũng chỉ có 70-80 năm. Chiếu ngươi nói như vậy, nghĩ luyện thành giáp phách quả thực khó như lên trời. Trần Mộc một mặt ngươi có phải hay không đang lừa dối ta biểu lộ, thực sự có người có thể luyện thành. Giới giáp xoa ngân châu tay một bữa. Vàng sáng con mắt chuyển động, nhìn Trần Mộc liếc mắt. Có. Ngươi gặp qua a? Trần Mộc không tin. Ta. Giới giáp gương mặt nhẹ như mây gió. Trần Mộc. Thảo. Làm nền nhiều như vậy, ngươi liền cho ta xem cái này. Cái này vơ sai tới. vội vàng không kịp chuẩn bị a. Trần Mộc không muốn để ý tới cái này đắc ý lão đầu. Hắn từ trong tay áo móc ra một cái nắm đấm lớn bình sứ trắng đưa cho Giới Giáp, nhận biết loại này dược sao? Giới Giáp nhìn xem Trần Mộc tay, không có nhận. Trần Mộc trợn mắt, đem bình sứ thả tại thạch trên bàn. Giới Giáp móc ra một khối khăn tay trắng cách. Mở ra nút chai liếc nhìn hai mắt. Ngươi không ăn đi. Giới Giáp liếc mắt nhìn về phía Trần Mộc. Ta lại không ngốc. Không minh bạch thuốc, nào dám ăn bậy. Mặc dù thành phần vẫn chưa hoàn toàn phân tích ra, nhưng quả thật có thể bổ sung khí huyết. Có thể nhìn Giới Giáp thái độ. Trần Mộc hồ nghi nhìn chằm chằm bình sứ trắng, có vấn đề. Nó gọi Hóa Long Đan. Bồi nguyên cố bản, gia tốc huyết khí tích lũy. Có thể rút ngắn luyện hình thời gian. Gia tăng du phát sinh ra tỷ lệ. Giới Giáp thản nhiên nói. Tốt đồ vật a, làm sao? Trong dược có một tia chiếu điện hồng. Ẩn chứa sinh cơ, là gia tốc luyện hình chủ yếu thành phần. Ăn chiếu điện hồng, sẽ ô nhiễm tinh khí thần, giáp phách liền sẽ hỗn tạp không thuần. Giáp phách không thuần, sẽ không biện pháp mở thiên môn. Trên giang hồ cùng loại đan dược còn có trừ tủy hoàng, hoàng nha đan các loại, chu y các thì có bán, hoặc là... Trần Mộc lập tức lắc đầu. Biết có tai họa ngầm, hắn mới sẽ không ăn bậy. Bất quá, mở thiên môn. Cái gì là mở thiên môn? Chờ ngươi 100 tuổi về sau, lại biết rõ cũng không muộn. Giới Giáp thản nhiên nói. Là giáp phách về sau cảnh giới tu luyện sao? Trần Mộc như có điều suy nghĩ. Giang hồ dân gian có hay không loại kia không có ô nhiễm, còn có thể gia tốc nuôi phách dược vật. Trần Mộc không cam tâm. Ngươi biết như là Hóa Long Đan, trừ tủy hoàng loại hình, là ai phát ra sao? Giới Giáp không trả lời mà hỏi lại. Thế gia. Trần Mộc mày nhăn lại thử thăm dò suy đoán. Giới Giáp bình tĩnh gật đầu. Đây không phải độc hại giang hồ sao? Trần Mộc trong lòng rung mạnh. Dùng loại này chỉ vì cái trước mắt nhưng lại hậu hoạn vô cùng dược hoàn, không chỉ có thúc đẩy giang hồ võ giả bán mạng, còn khóa kín giang hồ võ giả hạn mức cao nhất. Cam đoan nhà mình địa vị tiểu thủ đoạn mà thôi. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mộc lại một lần nữa cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Nghiên cứu chế tạo một cái nuôi phách bí dược. Hao thời hao lực. Có thể chỉ cần chịu dùng tiền bán mạng, liền có thể từ thế gia đạt được trừ tủy hoàng, hoàng nha đan. Tại không biết tai họa ngầm điều kiện tiên quyết, ai còn sẽ đi suy nghĩ nuôi phách phương thuốc. Cho dù biết rõ tai họa ngầm, lại có ai có thể chống cự đến nuôi phách dụ hoặc. Dần dà, tiền bẩn đào thải tiền sạch. Sở hữu vô hại bí dược, toàn bộ tập trung ở thế gia trong tay. Giang hồ tán nhân lên cao đường dẫn, bị từng bước cắt đứt. Trần Mộc cảm thán, thật hung ác a. May mắn hỏi Giới Giáp. Không phải mơ mơ hồ hồ mua đan dược gia tốc tu luyện, há không liền dẫm vào thế gia trong hố lớn. Nhưng không có bí dược gia tốc. Cái này giáp phách được dưỡng đến lúc nào? Trần Mộc tâm tình không tốt lắm. Nửa ngày, Trần Mộc điều tiết hảo tâm thái. Nhìn xem vẫn tại xoa ngân hạt châu Giới Giáp, không khỏi cảm thán, không hổ là giáp phách đại lão, kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến còn có một khối không biết tên tảng đá, lập tức đứng dậy trở về phòng ông ra, nhận biết tảng đá kia sao? Ô Mộc. Giới Giáp mí mắt đều không có nâng lên 2 phần, cầm lên tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc không phải thụ tâm, trách không được. Tốt đồ vật. Trần Mộc trong lòng vui mừng, chợt kịp phản ứng, tràn đầy kỳ lạ, cái này đồ vật là khối gỗ. Bất luận thô ráp ngoại hình, vẫn là trọng lượng cảm nhận, thấy thế nào cũng giống như một khối bụi bẩn tảng đá. Không nghĩ tới đúng là khối gỗ. Thần kỳ. Một loại chỉ ở miệng núi lửa nảy mầm sinh trưởng cây. Truyền thuyết trưởng thành ô mộc thông thiên triệt địa, bên dưới uống nham tương, bên trên gội lôi đình. Trên một thân cây liền sinh hoạt mấy trăm tộc đàn. Ngươi tin a? Trần Mộc liếc mắt. Giới Giáp nhìn chằm chằm ô mộc nhún vai, truyền thuyết à? Trần Mộc biểu môi, truyền thuyết nào có không khuếch đại, nó có thể làm cái gì dùng? Rèn đúc binh khí. Giới Giáp buông xuống ô mộc đạo. Không sợ lửa sao? Trần Mộc không hiểu. Nó là ăn nham tương lớn lên. Giới Giáp thản nhiên nói. Không phải truyền thuyết sao? Trần Mộc giật mình. Giới Giáp không nói lời gì nữa giải thích. Trần Mộc một mặt hồ nghi, lão nhân này nói chuyện cũng không nói tin tường. Uống nham tương, gọi lôi đình. Thế gian có loại cây này. Muốn rèn đúc binh khí sao? Trần Mộc lấy lại tinh thần, đương nhiên. Hắn đã sớm muốn tạo hai thanh mới đoạn kiếm. Tụ lý kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, trước đó hai thanh đoạn kiếm đã vô pháp tiếp nhận toàn lực bộc phát. Lần trước cưỡng ép đánh gãy lâm sát đoạn đao, tụ lý kiếm đã bị hao tổn. Đã có ô một loại này có thể để cho giới giáp động dùng đúc kiếm vật liệu. Đương nhiên muốn chế tạo lần nữa hai thanh kiếm mới. Trong tay của ta còn có mấy cái phẩm tướng không sai đao kiếm, có thể dùng làm vật liệu. Đồ vật đều là hắn từ Bạch Hổ Đường nhà kho lấy ra, vốn định bán lấy tiền. Có nó là đủ rồi. Giới Giáp chỉ Ô Mộc. Chợt lại liếc mắt Trần Mộc, có Bạch Hổ Đường đánh dấu đồ vật, tốt nhất đừng lấy ra. Cái gì Bạch Hổ Đường? Trần Mộc một mặt mờ mịt. Còn không thừa nhận. Giới Giáp biểu môi lắc đầu, kinh hồng ban rơi xuống treo thưởng, ai có thể cung cấp lâm sát tử vong manh mối, 1 vạn lượng, tìm tới kẻ giết người, 2 vạn. Đầu người, 5 vạn. Ta lại không phải thợ săn tiền thưởng, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Trần Mộc cau mày một mặt không hiểu. Không phải liền là ngươi làm sao? Giới Giáp con mắt chuyển động liếc mắt Trần Mộc. Giới lão a, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, ta trong mắt ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Trần Mộc trong mắt mang theo thất vọng, tiếp lấy một mặt chân thành cường điệu nói, ta chính là một cái an phận thủ thường tiểu thư sinh, làm sao có thể cùng loại này giết người đại án dính líu quan hệ. Ngươi đối với ta hiểu lầm thật sự là quá sâu. Trần Mộc toàn thân trên dưới tràn đầy cô đơn. Giới Giáp luyện gia co lại, cái này không muốn mặc bộ dáng, thật sự là hoàn toàn như trước đây. Chương 68, một giai. Giới Giáp trước khi đi, Trần Mộc cười hắc hắc gọi hắn lại, đưa lên một cái nắm đấm lớn bình sứ trắng. Bên trong là tốt đồ vật, ngươi dùng tới được, đưa ngươi. Giới Giáp không rõ ràng cho lắm, tiếp nhận cái bình mở ra xem, kiến thức rộng Giới Giáp đương thời mặt liền đen. Lại nhìn Trần Mộc tại kia hiếp mắt cười, trong lòng càng khí. Bây giờ Giới Giáp mặt không biểu tình đem đồ vật thu hồi, vàng sáng con mắt liếc Trần Mộc liếc mắt. Thật đưa ta? Trần Mộc lập tức gật đầu, đưa. Giới Giáp bình tĩnh hỏi, ngươi biết nó là cái gì không? Trần Mộc cười hắc hắc lắc đầu. Biểu thị ta cái gì cũng không biết. Nó gọi Kim Dương Hoàng. Giới Giáp trong mắt mang theo từng tia ý cười, hồng thuyền bí dược, tại gánh hát kỹ quán bên trong, 20 lượng một hạt. Lại có tiền mà không mua được. Nói xong cũng ý cười đầy mặt nhìn xem Trần Mộc. 20 lượng một hạt, kia một bình 6 hạt liền 120 lượng. Còn có tiền mà không mua được, nói không chừng chuyển tay liền có thể bán đến 150 lượng. Tiện tay sẽ đưa ra ngoài 150 lượng. Trần Mộc đau lòng giật giật, trong mông nhìn về phía Giới Giáp. Đưa ta, ngươi nói. Giới Giáp cười tủm tỉm, đến chắp tay sau lưng khoan thai mà đi. Trần Mộc. Thượng Lâm Phường, Trần Trạch. Trần Mộc ngồi ở trong lương đình trước bàn đá. Trên mặt bàn đặt vào quyển sách, Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật. Từ Giới Giáp trong tay giá cao mua về luyện hình thuật. Tới tay sau không bao lâu liền bắt đầu khó khăn trắc trở không ngừng, lại là cho người ta tặng lễ, lại là dọn nhà, một mực không có tĩnh tâm xuống tới luyện. Hiện tại Kinh Hồng ban cho hắn phát treo thưởng, Trần Mộc thật không dám đi ra ngoài, có bó lớn thời gian suy nghĩ mới luyện hình thuật. Đi ra đình nghỉ mát, Trần Mộc khom lưng, trong tay trái nâng cầm nắm, dưới tay phải dò xét vặn cổ tay. Giống như vớt nguyệt. Hai chân một trước một sau đứng thẳng, gót chân khẽ nâng lên, ngón chân chạm đất, tay trước gắng sức. Bảo trì tư thế bất động, Trần Mộc điều chỉnh hô hấp. 180 cái hô hấp tiết tấu tuần hoàn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lúc này điều chỉnh hô hấp, đồng thời cảm giác toàn thân trọng tâm biến hóa. Hồng chuẩn luyện hình thuật cần không ngừng chạy băng băng xê dịch. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật lại phần lớn là trạng thái tĩnh động tác. Dịch cân giai đoạn chung 18 cái tư thái, 180 cái hô hấp tiết tấu. Trần Mộc cần ở nơi này 180 cái tiết tấu bên trong. Hoàn thành 18 tư thái biến hóa cũng bảo trì ổn định. Lại mỗi cái tư thái đều có hắn đối ứng hô hấp tiết tấu. Chỉ có trước sau hô ứng, hợp thành tuần hoàn, mới tính hoàn thành một lần có hiệu suất tu luyện. Hơi không cẩn thận liền sẽ tiết tấu rối loạn. Liên tiếp nếm thử nửa canh giờ, trong đầu đột nhiên thêm ra ngộ ra. Tự như tìm tới một loại nào đó vận luật, nguyên bản gập ghềnh phối hợp, một lần thông thuận lên. Trần Mộc nhìn về phía trước mắt tường xám bên trên. Phía dưới cùng quả nhiên xuất hiện một cái mới điều mục. Viết, 1785 10.000 nhị giai, tranh vẽ, 1652 10.000 nhị giai. Ném, 413 10.000 tứ giai, hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn, trù nghệ, 4.376 10.000 nhị giai, chế dược thuật, 6.576 10.000 tam giai, tụ lý kiếm, 4.981 10.000 tam giai, ngũ quỷ dời núi chú ngữ, 5.752 10.000 nhị giai, bích nhãn kim viên luyện hình thuật, 50.000 nhất giai, đón thêm lại lệ, tiếp tục bảo trì tiết tấu. Kết quả cuối cùng một hơi hút vào thời gian hơi ngắn hơi có chút, tuần hoàn chưa thể đạt thành. Độ thuần thục chỉ dâng lên một điểm. Lại là một cái đại công trình. Trần Mộc nhún vai. Cũng không biết ngày nào tài năng giáp phách đại thành. Trách không được nhiều như vậy người giang hồ đối Hóa Long đang chờ thuốc chạy theo như việc. Một bên là không nhìn thấy đầu nuôi phách, một bên là mắt Trần có thể thấy tăng lên. Trần Mộc suy đoán, cho dù người giang hồ biết rồi thế gia ác ý, đang dược tai họa ngầm, vẫn như cũ sẽ nhịn không ngừng phục dụng. Dù sao chỉ cần luyện hình đại thành, liền có thể tung hoành một phương, tài phú mỹ nhân, hưởng không hết. Nếu là may mắn luyện thành du phách, càng là một phương đại lão, quyền tài vô số, ai không ao ước. Nhìn xa hiểu rộng thường thường chỉ có một số nhỏ có được, chỉ vì cái trước mắt mới là thế nhân trạng thái bình thường. May mắn ta có độ thuần thục tường xám. Nếu như không phải có cái này phần mềm hắc làm lực lượng. Nói không chính xác Trần Mộc cũng sẽ phục dụng Hóa Long đan, sau đó cũng sẽ bị bách chui vào thế gia cái bẫy, bè lũ xu nịnh cố gắng luồn cuối, hết thảy vì đang dược tu luyện. Vẫn là tiếp tục lá gan đi. Thượng Lâm phường Trần Gia Trạch Viện. Tiểu viện phía đông nguyên bản có cái tiểu hoa viên, trồng chút Trần Mộc không gọi nổi đến danh tự xinh đẹp đóa hoa. Trần Mộc nhìn cảnh đẹp ý vui, một cao hứng liền đem bọn chúng toàn rút. Sau đó xoay chuyển chỉnh lý thổ địa, cho trồng lên các loại rau sống. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, vừa đâm chồi, rau quả còn cần đi bên ngoài mua. Thượng Lâm phường phía tây khu phố tiếp tục hướng bắc, đi ngang qua Sùng Nhạc phường, liền có thể đến Nam Dương Phủ Bắc Thị. Nam Thị, Bắc Thị, Nam Dương Phủ hai đại thương nghiệp phường thị. Sở hữu đại tông mua bán, đều ở đây hai phường thị tiến hành. Bên đường cũng có nông gia vào thành bán đồ ăn, nhưng cũng không bằng Nam Bắc hai thành phố đầy đủ. Trần Mộc linh lợi thông suốt cùng nhau đi tới. Soát độ thuần thục mặc dù vui sướng, có thể ngẫu nhiên ra tới nhìn xem náo nhiệt dòng người, nhìn một chút kiểu khác phong cảnh. Cũng có thể để cho lòng người thư sướng. Mới vừa vào Bắc Thị, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Bắc Thị Phiền Lâu. Nam Bắc hai thành phố đều có một cái phiền lâu, đều là Nam Dương Phủ nổi danh động tiêu tiền, nghe nói sau lưng lão bản là Nam Dương Phủ năm gia tộc lớn. 7-8 tòa 5 tầng lầu cao, dùng hành lang cầu vượt liền cùng một chỗ, chiếm diện tích rộng rãi, phi thường náo nhiệt, luôn luôn làm người khác chú ý. Phiền lâu một trong Xuân Phong lâu bên trên, oanh oanh yến yến, hồng tụ chiêu rung. Trần Mộc xem xét hai mắt, nghiêm túc phê bình các nàng kia bại lộ ăn mặc. Cũng không sợ cảm lạnh. Sau đó liền lại xem thêm hai mắt. Lúc này mới lưu luyến không rời đi mua đồ ăn. Đi ngang qua một cái tên gọi Tâm Nguyên quán trà phòng trà, Trần Mộc trong lòng khẽ động, đi vào. Hắn cả ngày không ra khỏi cửa, tin tức quá bế tắc. Cần thiết tìm một cái sưu tập tin tức con đường. Tại Thanh Sơn huyện lúc, hắn liền sẽ định kỳ tiến về Bát Phương lâu uống trà. Nhìn thấy Tâm Nguyên quán trà, Trần Mộc thì có giống nhau ý nghĩ. Mua thức ăn không nóng nảy, đi trước nghe một chút Nam Dương Phủ có tin tức gì. Cái này phòng trà không nhỏ, trên dưới 3 tầng, hiển nhiên không phải bình thường địa phương nhỏ. Tiếng phòng trà, ồn ào náo động không khí để Trần Mộc cảm thấy phá lệ thân thiết. Kể chuyện, uống trà, nói chuyện làm ăn, một cổ Trần Mộc quen thuộc khói lửa để hắn tâm tình buông lỏng. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, một bình trà, một khay hiện xào củ lạc, một phần hạt vừng mềm bánh ngọt tâm, 3 loại đồ vật liền bỏ ra hắn 65 tiền đồng. Đều đủ mua 2 cân thịt. Nam Dương Phủ giá hàng là thật cao. Trần Mộc lắc đầu hướng trong miệng nhét vào một khối hạt vừng bánh ngọt. Xốp điềm hương cảm giác, để Trần Mộc hai mắt tỏa sáng, liên tiếp ăn 3 khối mới dừng lại. Một ít bàn tổng cộng cũng liền 8 khối, còn không có tận hứng, liền ăn non nữa. Ngẫm lại ngũ quỷ túi bên trong cất giấu hơn 1 vạn lượng ngân phiếu. Trần Mộc thở dài một hơi, địa chủ nhà cũng không còn lương thực dư a, họa kế, giúp ta đóng gói 2 phần hạt vừng bánh ngọt, ta một hồi mang đi. Được rồi. Lại nói cái này Kinh Hồng Bang, chính là chúng ta Nam Dương phủ đệ nhất đại bang. Kim Thủy Giang trên dưới đi thuyền, đều muốn nhìn hắn ánh mắt. Nhưng cũng may Kinh Hồng Bang quy củ xâm nghiêm, lấy tiền làm việc. Cũng chính là có Kinh Hồng Bang không ngừng đã kích thủy tặc, lúc này mới cam đoan Kim Thủy Giang vận chuyển thông suốt. Trước kia đại gia chỉ nghe qua cái tên, vẫn chưa làm sao tiếp xúc, bởi vì bọn hắn phần lớn tại trên mặt sông kiếm ăn. Bây giờ lại danh tiếng vang xa. Một cái giữ lại chòm râu dê lão giả, ngồi ở trong quán trà sàn gỗ tử bên trên, mặt mày hớn hở nói Nam Dương phủ điểm nóng tin tức. 3 ngày trước, Kinh Hồng Bang Kim Ngộ Đoạn Kim Bang chủ ước chiến Chu Y Các Trương Các Chủ, đại thắng. Nhảy lên trở thành chúng ta Nam Dương phủ thứ 2 cao thủ, gần như chỉ ở phủ thành quân thượng quan thống lĩnh phía dưới. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhắc tới Chu Y Các nha, đại gia khả năng chưa quen thuộc, hắn là chúng ta Đại Lương một nơi thế lực ngầm, làm đều là nhận không ra người mua bán. Không biết tiếp người nào treo thưởng. Dám đối Kinh Hồng Bang Bạch Hổ Đường Lâm Sát Đường chủ hạ thủ, cái này có thể chọc giận Kim Bang chủ. Lão giả nói thao thao bất tuyệt, phía dưới người nghe say sưa ngon lành. Trần Mộc chậm rãi uống trà gặm củ lạc, lỗ tai dựng đứng lên nghe tin tức. Lâm Sát bị giết, Kinh Hồng Bang tìm Chu Y Các phiền phức, Bang chủ Kim Ngộ Đoạn ước chiến Chu Y Các Trương Khánh Hòa, hơn nữa còn đánh thắng. Trần Mộc càng nghe mặt càng cổ quái, giả mù sa mưa cảm khái, Chu Y Các thật sự là gánh vác quá nhiều. Quá khó khăn. Hy vọng Trương Các Chủ sớm ngày khôi phục. Trần Mộc không hề có thành ý chúc phúc. Trừ cái kia treo thưởng có chút phiền phức, chính mình có phải hay không tạm thời an toàn. Trần Mộc trong lòng cao hứng, một hơi đem sở hữu hạt vừng bánh ngọt nhét vào trong miệng. Một chữ, ngọt. Ngày ấy, mặt sông không gió, trên trời lại đen kịt một đám mây. Hai người các thừa thuyền nhỏ, một cái nhảy vọt liền vượt ngang mấy chục mét, giống như thiên lôi hàng thế, một tiếng ầm vang nện ở lòng sông trên đảo hoang. Tiếp lấy gió nổi mây phun, phi sa tẩu thạch, hai người những nơi đi qua sơn băng địa liệt, giống như địa long xoay người. Toàn bộ lòng sông đảo, đều bị hai người giao thủ dư âm đánh nát. Trần Mộc khóe mắt hung hăng co lại. Nói thế nào nói, liền từ võ hiệp thăng cấp đến tiên hiệp lên rồi đâu. Hoàng sơn băng đất nước, còn địa long xoay người. Quán trà bên trong những người khác nghe say sưa ngon lành, Trần Mộc lại nghe xuất diễn không thôi. Một đạo nhỏ giọng trò chuyện gây nên Trần Mộc chú ý, nghe nói hồng thuyền xảy ra vấn đề rồi. Một cái mập mạp thương nhân đập lấy hạt dưa nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Ta cũng nghe nói, lên thuyền người đều không còn. Đồng dạng phúc hậu đồng bạn thấp giọng trả lời, Lục gia tiểu công tử tham hoa háo sắc, Kim Thủy Giang bên trên hồng thuyền cơ hồ đều đi qua. Lần này liền lên không biết đầu nào thuyền, không còn. Hí! Sẽ không là có người mưu tài hại mệnh a? Không phải, có người nhìn thấy bọn hắn ở ngoài thành Xương Thụy trên bến tàu thuyền. Theo người kia nói, thuyền kia nhìn xem liền quỷ dị. 8 thành là đầu quỷ thuyền. Hồng thuyền mỗi ngày đều trên tháp hạ bên dưới tiếp khách, bọn hắn chạy thế nào ngoài thành đi? Tự gây nghiệt thì không thể sống. Xác thực, quỷ thuyền có thế vào không được Nam Dương phủ. Trần Mộc ở bên cạnh nghe mày nhăn lại. Đi tới Nam Dương phủ gần 5 tháng, chưa từng nghe qua tà ma làm loạn sự kiện. Hắn đều sắp đem âm hồn quái quên. Lúc này nghe tới quỷ dị hồng thuyền tin tức, lập tức nhớ tới cái kia quỷ dị tóc dài nữ, đến đó nhi đều trốn không thoát những này âm hồn quái vật. Cũng may Nam Dương phủ có pháp khí che chở. Trần Mộc không còn tiếp tục nghe hào hứng, dẫn theo đóng gói tốt hạt vừng mềm bánh ngọt, thẳng rời đi Tâm Nguyên quán trà. Thượng Lâm phường, Trần Trạch, phía Tây Đình nghỉ mát bên dưới. Trần Mộc đem tường xám đứng ở trước mắt, chuyên tâm tu luyện. Luyện một lần độ thuần thục liền hướng lên cao vừa đến 5 điểm không giống nhau. Từng tia từng sợi liên quan tới Bích Nhãn Kim Viên luyện cảm ngộ tràn vào trong đầu. Trần Mộc hai mắt vô thần, Một lần lại một lần không biết mệt mỏi diễn luyện. Thẳng đến phổi truyền đến từng tia đau đớn, Trần Mộc mới dừng lại. Sau đó Bán Nguyệt, hắn cách mỗi 5 ngày đi ra ngoài mua thức ăn uống trà nghe tin tức. Còn lại thời gian, tất cả đều đầu cho Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật. Lúc chạng vạn tối, lầu 2 thư phòng, Trần Mộc đẩy ra cửa sổ, ngồi ở trước bàn sách. Cầm lấy ấm áp trà sữa, phối hợp phỏng chế hạt vừng mềm bánh ngọt, Trần Mộc thích ý ngồi ở trên ghế nằm, nhìn phía xa Tháp Hà lên thuyền chỉ thư giãn tinh thần. Thói quen điều ra tường xám tính toán độ thuần thục. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật, 4140-10.000 nhất giai, hắn buông xuống cái khác sở hữu kỹ năng, toàn lực lá gan Bích Nhãn Kim Viên, chỉ mới qua nửa tháng liền soát xong gần nửa. Quả là thế. Trần Mộc không khỏi nắm tay. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật độ khó cao, độ thuần thục soát lên ngược lại nhanh. Hồng chuẩn luyện hình thuật đã đối thân thể tiến hành trên phạm vi lớn cải tạo. Tụ lý kiếm, hạt sen sắt đồng dạng cường hóa thân thể. Thân thể mạnh, sức thừa nhận mạnh, mỗi ngày tu luyện số lần là hơn. Đã cường hóa cơ thể cơ sở dày, rất dễ dàng liền tu đến độ cao mới. Trước đó một chút chưa luyện đến bộ vị, chỉ cần tốn hao một chút tinh lực tạo hình. Tu luyện độ khó giảm xuống, tu luyện số lần tăng nhiều, độ thuần thục soát lên tự nhiên là nhanh. Tiền đồ dần dần sáng tỏ, Trần Mộc lại cao hứng không nổi. So với con em thế gia, vẫn là kém quá xa rồi. Trần Mộc có chút uể oải lắc đầu. Tiên thiên huyết mạch mạnh, tu luyện một ngày ngàn dặm. Gia tộc nội tình dày, từ nhỏ đã không ngừng phục dụng gia tốc bí dược. Càng có đời đời truyền lại, truyền thừa đầy đủ luyện hình thuật. Trần Mộc càng nghĩ càng thấy được biệt khuất. Những thế gia này con trai trưởng đệ, quả thực chính là lão thiên sủng nhi. Nhân gia có huyết mạch, có bí dược, có truyền thừa. Ta có cái gì? Ta cũng chỉ có một nho nhỏ độ thuần thục a. Trần Mộc thở dài một hơi. Công bằng cho tới bây giờ đều là tương đối. Trần Mộc không thể không an ủi mình. Nhưng mồ hôi chắc là sẽ không gạt người. Trần Mộc lại biến đổi pháp cho mình động viên. Con em thế gia xuất thân hậu đãi, nhưng ta tuyệt không buông tha. Trần Mộc soát một lần thu hồi trước mắt tường xám, cũng âm thầm nhắc nhở chính mình. Mấy cái này ngoại vật, sẽ chỉ loạn tâm thần ta. Tiếp lấy trịnh trọng xác lập nhân sinh tín điều. Người, chỉ có thể dựa vào bản thân. Ta chính là phải dựa vào kiên định ý chí, dựa vào không ngừng cố gắng, dựa vào từng giọt mồ hôi, từng bước một từng bước đi đến tối cao. Chương 69, Vượng Trắng. Đại Lương năm 640, ngày 5 tháng 6. Thời tiết sáng sủa, Trần Mộc đầu gối hơi gấp, hai tay nâng bầu trời, híp mắt lại, chậm chạp kéo dài thở ra một hơi. Sau một khắc, một cỗ sóng nhiệt đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng xạ mà ra. Bắp thịt toàn thân phạm vi nhỏ nhảy lên, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Chỉ dùng 3 cái hô hấp, Trần Mộc liền từ một cái cao gầy hình thể, biến thành một cái ngã tam giác chân như trụ bưu hãn dáng người. Sau một khắc hung thần ác sát giống như dáng người lại cấp tốc co vào. Tự như một cổ vô hình lực lượng toàn diện hướng vào phía trong áp súc. Không đầy một lát Trần Mộc lại biến thành cái kia cao gầy bộ dáng. So sánh ban sơ vậy vẻn vẹn hơi rắn chắc một chút mà thôi. Thật lâu, Trần Mộc hít sâu một hơi đứng lên. Xong rồi. Liên tiếp lá gan hơn một tháng, Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật luyện thành dịch cân. Vừa rồi nháy mắt chính là tại triệt để cải tạo hình thể. Từ loại kia khổng lồ hình thể lần nữa biến gầy, Trần Mộc ngược lại cảm giác lực lượng toàn thân càng mạnh. Đây chính là luyện hình thuật chỗ kỳ diệu, nó chân chính cải tạo cơ thể nhỏ bé kết cấu. Sợi cơ nhục tăng thô không nhiều, lực lượng đã tăng gấp đôi. Nhanh nhẹn cũng không hàng phản thăng. Có hồng chuẩn luyện hình thuật đại thành cơ sở, Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật một mảnh đường bằng phẳng. Chờ luyện đến đỉnh phong, có độ thuần thục trợ giúp, du phách ở trong tầm tay. Điệp gia luyện hình thuật con đường xem như đi đúng rồi. Trần Mộc nắm tay duỗi chân, chậm rãi trải nghiệm thân thể biến hóa. Chỉ cần du phách đừng lại là chút điểm lớn nhỏ là được. Trần Mộc bất đắc dĩ cầu nguyện. Giang hồ lưu truyền luyện hình thuật đều quá mức đơn sơ, luyện thành du phách diện tích che phủ tích cũng không lớn. Du phách diện tích càng nhỏ, phẩm chất lại càng kém, tích lũy tốc độ cũng chậm. Muốn đều là ít như vậy, được luyện bao nhiêu cái luyện hình thuật mới có thể chân chính bao trùm toàn thân. Trần Mộc chỉ là qua loa tính toán liền có một chút tê cả da đầu. Nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, lại cảm thấy không có gì. Hắn có độ thuần thục, lại có luyện hình đại thành cơ sở, tu luyện mới công phu rất nhanh liền có thế đại thành. Tiêu hao thời gian tiên thiên liền so người bên ngoài ngắn. Dù sao, trăm năm nuôi phách đâu. Hắn hiện tại mới 20 tuổi. Khoảng cách trăm năm còn có 80 năm. Nếu là theo một năm một loại luyện hình thuật đi luyện, đến kỳ hạn trước đó, bỏ đi hao tổn thời gian, phỏng đoán cẩn thận, hắn ít nhất cũng có thể luyện thành 70 loại. Nghĩ như vậy, Trần Mộc tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Không cần thiết gấp gáp bận bịu hoảng chạy về phía trước, chậm một chút nhi, nhỏ một chút nhi, vững hơn kiện. Đến như thọ mệnh hạn chế vấn đề, Trần Mộc ẩn ẩn có chút suy đoán. Theo du phách sinh ra, tinh lực của hắn ngày càng tràn đầy, đây là sinh mệnh lực cường thịnh biểu hiện. Nếu như toàn thân phách lực thành giáp đâu? Sinh mệnh lực có phải là sẽ càng mạnh? Bất kể là chính hắn cảm thụ, vẫn là giới giáp lập lờ nước đôi miêu tả, đều để Trần Mộc đối giáp phách cảm giác sâu sắc chờ mong. Đêm nay liền đi Quỷ Thị thuyền lớn, nhất định phải đem kia bản vượng trắng luyện hình thuật mua lại. Hiện tại hắn lại không thiếu tiền, vẫn là sớm mua được rơi túi vì an. Tại Nam Dương phủ ngốc 5-6 tháng, hắn càng phát ra cảm giác được luyện hình thuật trân quý. Trên chợ đen lật qua lật lại cũng chỉ có kia 3 bản. Dân gian võ quán càng là nói không tỉ mỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước có thể gặp được đến Thịnh Hoành cái kia tham tài quỷ, cũng thật là may mắn đâu. Đáng tiếc chỉ là có chút nhi quá tham tài. Kết quả không có người. Tiền không tốn rồi. Đúng à, người khác chết rồi, tiền còn tại. Ta thế nhưng là biết rõ nhà hắn ở đâu, vậy mà đã quên đi thu hồi lễ. Thất sách. Chỉ đổ thừa đương thời nghiệp vụ không quen. Cũng không biết cuối cùng tiện nghi ai. Sắc trời chạng vạng, Trần Mộc sớm ăn cơm xong. Màu xám mũ rộng vành âm dương mặt, Trần Mộc lần nữa phủ thêm dương chí áo lót. Thừa dịp bóng đêm, vượt qua tháp Hà cầu nổi, đi tới tháp Hà bờ nam một nơi bí ẩn bến tàu. Hắn cố ý chọn cái này rời xa chỗ ở địa phương lên thuyền, liền sợ bị người sờ đến cửa nhà. Đen nhánh ô bồng thuyền. Che mặt người chèo thuyền, hát một lệnh bài, Trần Mộc ngồi ở mũi thuyền, xuyên qua sương mù mông lung hơi nước, leo lên Quỷ Thị thuyền lớn. Hắn cũng không còn nhiều đi dạo, thẳng đi tới Hồng Liễu Trai, qua loa biến hóa giọng nói, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta muốn vượng trắng luyện hình thuật. Mang theo ác mặt nạ quỷ trưởng quỷ khẽ giật mình, tiếp lấy ôn hòa hữu lễ thanh âm trung đô không khỏi nhiều 3 điểm nhiệt tình. Loại này dứt khoát khẩu khí, là một hào khách. Khách nhân mời xem, đây chính là vượng trắng luyện hình thuật, truyền thừa đầy đủ, chú giải rõ ràng, chỉ cần 800 lượng. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn ác mặt nạ quỷ trưởng quỷ. Chậm rãi từ trong ngực móc ra 600 lượng ngân phiếu đưa cho đối phương. Ác quỷ mặt trưởng quỷ cứng đờ. 600 lượng là Hồng Liễu Trai yết giá. Hắn báo 800 lượng chính là muốn kiếm một chút thu nhập thêm, không nghĩ tới vị này hào khách đối giá cả rõ ràng. Chợt, hắn liền tựa như người không việc gì một dạng, tràn đầy bất đắc dĩ nói, khách nhân thật sự là giết một tay tốt giá. Đã khách nhân thống khoái như vậy, ta cũng không thể hẹp hòi. 600 liền 600. Ác quỷ mặt trưởng quỷ khoát tay chặn lại, tràn đầy hào sảng nói. Trần Mộc biểu môi, còn muốn gạt tiền của ta. Không sợ ta bao khỏa hạt sen sắt cho ngươi tặng lễ a. Lúc này thu hồi sách vở muốn đi. Khách quan xin dừng bước. Trần Mộc đột nhiên quay đầu, mũ rộng vành bên dưới con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trưởng quỷ. Làm sao? Thật đúng là nghĩ náo yêu thiêu thân. Ác quỷ luyện trưởng quỷ lập tức cảm giác tê cả da đầu. Cái này mẹ nó còn là một sát tinh. Trưởng quỷ cẩn thận từng ly từng tí đề cử, ta chỗ này vừa thu lại mấy quyển trân quý bí thuật, ngài muốn hay không một đợt nhìn xem. Chợ đen tiêu thụ không dễ làm a. Bí thuật. Trần Mộc đến rồi hào hứng. Lúc trước vị kia Lâm Sát đường chủ, tự hồ thì có một chiêu bí thuật, có thể nháy mắt bộc phát tốc độ đánh. Nếu không phải hắn luyện được phách lực, lòng bàn chân bôi dầu tốc độ đủ nhanh, thật đúng là không nhất định trốn được. Nhìn xem. Trần Mộc nhãn tình sáng lên, lại ngồi trở lại trước bàn. Khách quan đợi chút. Mặt nạ quỷ chưởng quỷ tràn đầy ý mừng đi tới hậu đường. Chỉ chốc lát sau liền bưng lấy một cái 3 ngón dày hộp gỗ trở về. Mời đánh giá. Chưởng quỷ xốc lên hộp gỗ tự tin nói. Trần Mộc tò mò nhìn sang. Trong hộp gỗ tổng cộng thả 3 bản sách, Trần Mộc từng cái xuất ra. Loan Phượng Thuật, Cực Lạc Kinh, Kim Phong Ngọc Lộ Diệu Pháp. Tê. Đây cũng không phải là ta muốn bí thuật. Chưởng quỷ trong thanh âm lộ ra một cổ mập mờ, như thế nào? Cái này sách, hắn đứng đắn sao? Trần Mộc biểu thị bản thân cũng không hiểu, nhưng hắn cảm giác chịu rung động lớn. Xác thực không quá đứng đắn. Chưởng quỷ cười hắc hắc nói. Trần Mộc một mặt hiểu rõ, tay phải không nhịn được ngon ngoe muốn động. Ta liền nhìn xem, cũng chỉ nhìn xem, thuần làm mở mang hiểu biết. Thành công thuyết phục bản thân, Trần Mộc vội vàng lật ra Loan Phượng Thuật. Mỗi ngày sớm dậy, nước ấm tống phục thanh âm tán, phối phương thấy phụ lục. Chợt mở tiếng nói niệm tụng như sau khiến quyết, ít nhất cần niệm tụng 23 lượt. Chim âm thanh thanh thúy, cần khống chế xuất khí tốc độ, không thể qua cực, không thể qua chậm. Tiếng người phức tạp, cần chọn già, trung niên, trẻ ấu các một người, mỗi ngày đối thoại, lúc nào cũng bắt chước. Trần Mộc ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn về phía chưởng quỷ. Cái này kỹ bí thuật thế nhưng là giang hồ bí truyền, cuối cùng còn có bụng ngữ bí thuật, là hiếm có tốt bí pháp. Trần Mộc. Đây không phải ta nghĩ loại kia không đứng đắn. Gian thương. 10 phần gian thương. Lừa gạt người tiêu dùng tình cảm. Trần Mộc ôm một tia may mắn. Lật ra mặt khác 2 bản. Khá lắm, Cực Lạc Kinh lại là một bản giấc ngủ bảo điển. Các loại chi tiết phương pháp chính là nhường cho người nhẹ nhõm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên sách nhiều lần công bố, theo luật thi triển có thể được trong mộng cực lạc. Ta tin ngươi tà. Cuối cùng một bản càng kỳ quái hơn, nó là giảng mỹ dung. Điều chỉnh cơ bắp hình thể, nâng kéo chặt chẽ da dẻ, thậm chí còn có trắng đẹp đi hắc đầu phương thuốc. Trần Mộc im lặng nhìn xem đối diện mặt nạ quỷ. Bí thuật này mẹ nó quả nhiên không đứng đắn. Chương 70, Hồng Thuyền. Trần Mộc chưa từ bỏ ý định lại đem 3 quyển sách từ đầu lật một lần. Kết quả vẫn là cùng hắn mong muốn bí pháp không chút nào dính dáng. Cuối cùng Trần Mộc bỏ ra 30 lượng, cầm kia bản Gió Xuân Mưa Móc Diệu Pháp, rời đi. Không phải hắn tự sướng thích đánh đóng vai, mà là coi trọng hắn điều chỉnh cơ bắp nâng kéo da dẻ kỹ xảo. Diệu pháp bên trong dùng bọn chúng đến cải thiện lỏng lẻo da dẻ. Trần Mộc cảm thấy loại này cơ thể điều chỉnh tinh vi phi thường thích hợp dịch dung thuật. Hắn mỗi lần đi ra ngoài đều muốn bôi chùi cải biến màu da. Nếu có thể suy nghĩ ra dịch dung thuật, đi ra ngoài ngụy trang liền đơn giản nhiều. Cất 2 bản bí tịch, Trần Mộc không có ý định tiếp tục tản bộ, thẳng rời đi. Ra Bạch Hổ Đường truy tra Thanh Phong Tán một chuyện, Trần Mộc biết rõ quỷ thị cũng không an toàn. Kinh Hồng Bang từ quỷ thị thuyền lớn tra được giới giáp, rồi sau đó một hệ liệt sự kiện. Vẫn là thành thật trạch trong nhà an toàn. Ra khoang tàu, thuyền lớn bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh đen kịt. Mấy cái áo đen che mặt người dẫn dắt, mang theo Trần Mộc đi hướng đuôi thuyền. Nơi đó buộc lấy hơn 10 đầu nghênh đón mang đến ô bồng thuyền. Mới vừa đi tới trong thuyền lớn, một trận oanh thanh yến ngữ bị gió sông đưa tới. Trần Mộc cùng người dẫn đường không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Một đầu dài 50 mét màu đỏ thuyền lớn phá vỡ mê vụ. Hồng thuyền lầu các mái cong bên trên treo đầy đèn lồng, rường cột chạm trổ đẹp không sao tả xiết. To lớn hồng thuyền bên trên giống như ban ngày, mặt sông đều cho chiếu tươi sáng. Tỳ bà, đàn tranh, ống tiêu, nhạc cụ thanh âm hỗn tạp uyển chuyển tiếng ca truyền đến. Thật đẹp a. Dẫn đường người bịt mặt, si mê nhìn xem 10 mét bên ngoài, sa mỏng màn cửa bên trong uyển chuyển thân ảnh. Là rất đẹp. Trần Mộc vậy nhìn say sưa ngon lành. Đó là của ta. Dẫn đường người bịt mặt giọng mang nóng bỏng. Đưa tiền chính là của ngươi. Trần Mộc cười ha hả trêu chọc. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn đối phương phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, tự như lãng bên trong hóa đơn tạm, mang theo một chuỗi bọt nước phóng tới hồng thuyền. Như thế không bị cản trở sao? Trần Mộc nhìn trận mắt hốc mồm. Phù 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 phù. Sau một khắc, Quỷ thị trên thuyền lớn sở hữu che mặt người dẫn đường, giống như bên dưới sủi cảo một dạng, từng cái nhảy vào trong nước, không kịp chờ đợi bò lên trên đối diện hồng thuyền. Hai thuyền gặp thoáng qua cũng liền một lượng phút. Coi như ngắn ngủi một lượng phút, chỉnh chiếc đen nhánh trên thuyền lớn, liền chỉ còn lại Trần Mộc một người. Trần Mộc con ngươi bỗng nhiên co vào. Đột nhiên nhìn về phía từ từ đi xa hồng thuyền. Liền thấy đuôi thuyền mấy cái gian phòng cửa sổ bên cạnh, đứng đầy người mặc sa mỏng tuổi trẻ nữ tử. Các nàng từng cái mặt không biểu tình, không nói một lời nhìn chằm chằm Trần Mộc. Một cỗ muốn nhảy thuyền xúc động đột nhiên lóe lên trong đầu. Trần Mộc, Thảo. Hai cái âm hồn người giấy và một cái liền từ trong tay áo chui ra. Một trái một phải kề sát trán. Lạnh buốt xúc cảm để hắn một lần tỉnh táo. Định thần nhìn lại, màu đỏ thuyền lớn đã chui vào trên sông mê vụ, chỉ có điểm điểm đèn đuốc như ẩn như hiện. Nguy hiểm thật. Hơi kém liền đạo. Nhân gia đều là đi ra ngoài thấy vui, ta mẹ nó làm sao lại là đi ra ngoài gặp quỷ. Thật mẹ nó gặp quỷ. Không thể đợi, đi nhanh lên. Trần Mộc chạy đến đuôi thuyền, đột nhiên sững sờ ở nguyên địa. Hơn 10 chiếc ô bồng thuyền dùng dây thừng treo kéo tại đuôi thuyền, có thế trên thuyền một cái người chèo thuyền cũng không có. Không chỉ áo đen người dẫn đường nhảy cầu, người chèo thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Mộc nhìn xem trống rỗng ô bồng thuyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn ta không biết bơi thuyền a. Thượng Lâm Phường, Trần Trạch. Trần Mộc ngồi ở lầu 2, uống một chén ấm áp trà sữa, sợ lấy thẳng thắn nhảy tim, vẫn như cũ không nhịn được nghĩ mà sợ. Từ khi tao ngộ tóc dài nữ, biết rõ ngũ quỷ túi ẩn giót chế âm hồn. Lại bởi vì tùy thời chuẩn bị phát động mê thần khói. Trần Mộc chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền nhất định phải mở ra ngũ quỷ túi. Dù là vì thế hao phí tinh lực cũng không sợ. Vạn hạnh a. Trần Mộc điều ra hai cái nhỏ người giấy, nhìn xem che kín màu đỏ đường nét. Giống như đúc âm hồn người giấy. Trong ngày thường cảm thấy quỷ dị, bây giờ nhìn xem lại còn có như vậy mấy phần đáng yêu. Giúp đại ân nha. Đối với nó hai đè lấy, nói không chừng nhìn thấy hồng thuyền ngay lập tức liền nhảy cầu rồi. Không phải nói tà ma vào không được Nam Dương Phủ Thành sao? Trần Mộc nhớ tới Tâm Nguyên quán trà nghe được tin tức ngầm. Kia chiếc hồng thuyền đại khái chính là đầu kia ăn người quỷ thuyền. Hắn không chỉ một lần nghe nói. Có thế to lớn nhiều ở ngoài thành Kim Thủy Giang ẩn hiện, chưa hề tiến vào Tháp Hà. Sẽ không Nam Dương Phủ trừ tà pháp khí vậy xảy ra vấn đề a. Xui xẻo như vậy. Ta lại không có nhân vật chính quan hoàng. Đi như thế nào đến chỗ nào đều không yên ổn. Trần Mộc tràn đầy oán niệm lầm bầm. Cái này môn là không thể tùy tiện loạn ra. Ngày mai sẽ đào địa động, tích trữ vật tư, trước trạch hắn cái một năm nửa năm lại nói. Ngày thứ hai trước kia, Trần Mộc liền chạy đi Bắc Thị bắt đầu lớn mua sắm. Mạch trắng, hồng khô chân thịt nướng, các loại rau quả, đồ gia vị. Về đến nhà cũng không đoái hoài tới lá gan độ thuần thục, lầu một phía đông trong phòng bếp, tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu hướng dưới mặt đất đào. Đào mấy cái xẻng đột nhiên nhớ tới ngũ quỷ túi. Nếu là dùng ngũ quỷ túi na di dưới mặt đất bùn đất sẽ như thế nào? Trần Mộc niệm động chú ngữ. Nhìn một chút trong túi ném cho ăn cái giếng kích thước, ngắm lấy dưới chân bùn đất, khói đen tràn ngập bao trùm. Chuyển. Sau đó chân bùn đất liền từng tầng biến mất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hướng xuống hãm. Không bao lâu dưới mặt đất liền có thêm cái đường kính 1 mét, sâu 5 mét hình tròn cái giếng. Nếu không phải khói đen mỗi lần thẩm thấu bùn đất chiều sâu có hạn, hắn có thể đào càng nhanh. Hắc! Cái này thật là chính là nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Có ngũ quỷ túi hỗ trợ, hắn chỉ dùng cho tới trưa ngay tại dưới mặt đất 7-8 mét vị trí. Đào ra một cái cực đại không gian. Trong đó phế nhất thời gian ngược lại là xử lý bùn đất. Chồng chất tại trong nhà quá chiếm chỗ, hắn đành phải ném vào Tháp Hà. Mỗi lần giống như phòng tặc bốn phía dò xét, xác định mặt sông không có thuyền, bốn phía không ai, mới vụng trộm nắm bùn thổ vẫn vào trong sông. Thuần thục cho địa động rải lên thuốc bột bụi đá, phòng ẩm khu trùng. Trần Mộc chui ra ngoài ăn cơm trưa. Buổi chiều không bao lâu, hắn đặt trước các loại vật tư cũng nhất nhất đưa đến. Trả tiền đuổi đi đưa hàng công nhân, lại bận việc lấy hướng dưới mặt đất chuyển vật tư. May mắn có ngũ quỷ túi, cơn tối trước đó cuối cùng hết bận. Lúc chạng vạn tối, Giới Giáp đúng hạn tới ăn chực. Cái mũi mấp máy hai lần, con mắt không khỏi liếc hướng Trần Mộc, ngươi là chuột sao? Trần Mộc, có ý tứ gì? Như vậy thích đào hang. Nghe được thổ mùi tanh rồi. Ta đều đã cố ý dùng thuốc bột che giấu qua a. Mũi chó. Trần Mộc một cái xem thường. Ngươi nghĩ ta thích a, còn không phải bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm. Không để ý tới Giới Giáp trêu chọc, Trần Mộc tranh thủ thời gian hỏi, Nam Dương phủ trừ tà pháp khí không có xảy ra việc gì nhi a? Giới Giáp nhíu mày, đụng phải âm hồn quái. Trần Mộc đem tối hôm qua tao ngộ chi tiết nói cho Giới Giáp. Giới Giáp vàng sáng con mắt chuyển động, tả hữu trên dưới không ngừng dò xét Trần Mộc, ngươi thế nào không chết? Trần Mộc đều cho khí nở nụ cười, ngươi có tin ta hay không về sau nấu cơm không rửa tay? Giới Giáp nhìn xem cả bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực, lông mày run a run. Lần này tẩy rồi. Trần Mộc khóe miệng nhếch lên. Bình thường. Giới Giáp mặt không cảm giác ngồi vào bên cạnh cái bàn đá thản nhiên nói. Quỷ thuyền đều chạy vào Nam Dương phủ, còn bình thường. Trần Mộc trừng mắt không thể tin. Hiện tại Đại Lương tình huống gì ngươi không biết? Giới Giáp sau khi ngồi xuống móc ra tuyết trắng khăn tay. Cẩn thận tỉ mỉ lau bộ đồ ăn đũa. Rối loạn, vương triều những năm cuối. Trần Mộc sắc mặt khó coi. Mặc dù Nam Dương phủ an ninh, nhưng đây là bởi vì Nam Dương chỗ Tây Nam, rời xa Đại Lương nội địa. Theo Tâm Nguyên quán trà sưu tập đến tin tức biểu hiện, Đại Lương nội địa khởi nghĩa không ngừng, mỗi ngày có người xưng vương. Ruộng đồng bị hủy, lương thực thiếu thốn, người chết đói khắp nơi, thậm chí phát sinh người ăn nhau thảm kịch. Rối loạn là thật, vương triều những năm cuối chưa hẳn. Giới Giáp đem đã dùng qua khăn tay ném vào bên chân thùng rác. Người chết càng nhiều, âm hồn quái càng thịnh. Lợi hại chút âm hồn quái, đột phá trừ tà pháp khí rất bình thường. Có địa phương, thậm chí cả tòa thành thị đều bị âm hồn quái chiếm cứ, trở thành một phương quỷ vực, đó mới gọi đáng sợ. Giới Giáp nhẹ như mây gió nói. Trần Mộc lại nghe tê cả da đầu. Thế giới này quá mẹ nó nguy hiểm. Ăn xong cơm tối, đưa tiễn Giới Giáp, Trần Mộc móc ra đỏ tươi ngũ quỷ túi đặt ở trên bàn sách nhìn chằm chằm nhìn. Trước đó hắn còn muốn một hơi đem ba loại luyện hình thuật toàn luyện đến cực hạn. Hiện tại xem ra, chuyện này trước tiên cần phải thả một chút. Đã ngũ quỷ túi có thể khắc chế âm hồn. Vậy trước tiên đem ngũ quỷ dời núi chú lá gan ra tới. 2 cái âm hồn người giấy có thể để cho hắn bảo trì tươi mát, 5 cái âm hồn người giấy, có phải là liền có khả năng có ít như vậy sức hoàn thủ? Tính toán một chút, yêu cầu không nên quá cao, chỉ cần có thể bảo đảm tính mạng của ta liền vạn sự đại cát. Ngũ quỷ túi, ngươi có thể được cho một chút lực a.